Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 56. Lão già vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người đều bắt đầu ồ lên, không ngờ lại có thể tăng thêm một cảnh giới nhỏ. Hiện tại, đối với những người cấp bậc Nguyên Anh mà nói thì đây là một cám dỗ chí mạng, phải biết đạt tới tu vi như bọn họ, nếu muốn tăng lên một cảnh giới nhỏ là đều vô cùng khó khăn. Không chỉ đơn giản là đủ thời gian và linh khí là có thể đột phá, thứ cần nhất chính là cảm ngộ về cảnh giới. Bằng không thì bọn họ cùng chẳng mạo hiểm tới núi La Phù, càng không liều chết xông tới đạo cung La Phù, nói cho cùng thì tất cả cũng chỉ vì tăng sức mạnh tu vi. Mà hiện tại lão già này lại nói như vậy, trên bia bạch ngọc được khắc 3.000 cảm ngộ tu luyện cả đời của sư tổ La Phù, lĩnh hội được nó thì tu vi sẽ có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ, đối mặt với cám dỗ như vậy. Không một ai có thể làm ngơ. Bao gồm cả Dương Bách Xuyên và Lê Nặc cũng như vậy. Khi tất cả mọi người vẫn đang ầm ĩ, chỉ nghe lão già nói, trong đạo Bạch Ngọc bao gồm cả cảm ngộ tu đạo của 3.000 bậc trưởng giả La Phù, cộng thêm cả cảm ngộ tu luyện cả đời của sư tổ La Phù, chính là vì 3.000 đạo ở đạo cung La Phù, lĩnh hội càng nhiều thì cảnh giới tu vi càng cao. Có điều, chỉ khi lĩnh hội được cảm ngộ của sư tổ La Phù mới có thể tiến vào Lưu Ly Cung. Dư giả không có duyên với Lưu Ly Cung, có thể lĩnh hội được bao nhiêu thì phải xem vận may của các người rồi, thời gian trong vòng một tháng, sau một tháng này có thể cảm ngộ được chân lý của sư tổ La Phù thì sẽ tự động tiến vào Lưu Ly Cung. Theo như Lê Nặc nói thì đạo cung La Phù có tam cung lục viện, quyển gia thú trên tay bà có ghi chép, mặc dù đã biết, nhưng sau khi nghe được lão già chính miệng nói ra, tất cả mọi người vẫn không nhịn được mà sao động. Tu đạo cung đầu tiên đã có cảm ngộ tu luyện. Có thể tăng cảnh giới của mọi người, vậy thì Lưu Ly Cung thứ hai thì sao? Không thể nghi ngờ, trong lòng tất cả mọi người đều cho rằng Lưu Ly cũng còn lợi hại hơn tu đạo cung, ai cũng hy vọng có thể tiến vào Lưu Ly Cung. Ánh mắt của đám người này đều vô cùng nóng bỏng, đợi lão già nói xong, bọn họ nhanh chóng ngồi khoanh chân quan sát văn bia Bạch Ngọc. Dương Bách Xuyên không gấp gáp, hắn cũng ngồi xuống cảm ngộ văn bia Bạch Ngọc, trong đầu nghĩ tới những lời mà lão già kia nói. Thời gian cảm ngộ văn bia giới hạn trong vòng một tháng. Trọng điểm là, muốn tiến vào đạo cung thứ hai Lưu Ly Cung thì nhất định phải lĩnh hội được cảm ngộ tu luyện mà sư tổ La Phù để lại. Sự lĩnh hội này cần phải hiểu được chân lý thật sự, nhưng Dương Bách Xuyên không biết thế nào mới là chân lý. Vì vậy, Dương Bách Xuyên mới không vội vàng, hắn muốn quan sát trước, dù sao thì tiến vào Lưu Ly Cung không đơn giản, hắn cũng muốn vào nhưng nếu có giới hạn về thời gian và điều kiện. Hắn không thể tùy tiện đưa ra quyết định, quan sát tổng thể rồi mới cảm ngộ cũng chưa muộn, làm thế mới biết hắn có cơ hội hay không. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều ngồi xuống quan sát bia Bạch Ngọc, bao gồm cả Lê Nặc và Diệp Vô Tâm. Vừa mới bắt đầu, bọn họ đều nhìn chằm chằm lên văn bia Bạch Ngọc, nhưng mà Dương Bách Xuyên phát hiện mỗi người quan sát chưa tới 10 hơi thở đã nhắm mắt lại, sau đó tiến vào trạng thái ngồi thiền, hắn nghĩ hẳn là mọi người đã lĩnh hội được cảm ngộ tu luyện trên văn bia. Đạt được thu hoạch. Mấy phút sau, Dương Bách Xuyên phát hiện bản thân hắn, Chôn Nhỏ và Yêu Vương Tiểu Bạch vẫn đang ở đây, tất cả mọi người trong đại sảnh đã bước vào trạng thái nhập thiền. Yêu Vương Tiểu Bạch lười biếng nằm bò trên đại sảnh, nó không hề có chút hứng thú nào với bia Bạch Ngọc, đương nhiên chữ viết của nhân tộc vô dụng với yêu tộc. Còn về Chôn Nhỏ, từ trước đến nay nó vẫn luôn không chịu an phận, nháy mắt Dương Bách Xuyên đã trông thấy Chôn Nhỏ đi tới trước văn bia Bạch Ngọc. Sau đó dùng móng vuốt nhỏ của mình chạm lên tấm bia. Dương Bách Xuyên trông thấy động tác của Chôn Nhỏ, đang định lên tiếng nhắc nhở nó không nên chạm linh tinh, dù sao thì nơi này cũng không tầm thường, nào ngờ còn chưa kịp ngăn cản đã thấy văn bia Bạch Ngọc lóe lên một tia sáng, một giây sau Chôn Nhỏ đã biến mất. Chôn Nhỏ Dương Bách Xuyên sợ hãi, vội vàng đi tới trước văn bia Bạch Ngọc để quan sát. Nhìn trước nhìn sau một vòng cũng không thấy dấu vết của Chôn Nhỏ. Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên chắc chắn Chôn Nhỏ đã tiến vào trong văn bia Bạch Ngọc. Lẽ nào bia Bạch Ngọc còn có một càn khôn khác? Dương Bách Xuyên tự lẩm bẩm, sau đó hắn vươn tay chạm lên văn bia. 8-9 phần là Chôn Nhỏ đã tiến vào Bạch Ngọc, mặc kệ thứ này có kỳ quái hay không thì Dương Bách Xuyên đều phải thử, hắn không thể bỏ mặc Chôn Nhỏ được. Lúc đưa tay chạm lên Bạch Ngọc, Dương Bách Xuyên lập tức cảm nhận được một lực hút khổng lồ ập tới. Giây sau, hắn đã xuất hiện trong một thế giới trắng xóa. Cơ thể hắn giống như đang ở trong một đám mây, cảnh tượng bốn phía đều là mây trắng. Nhưng trong tầm mắt của hắn xuất hiện một ông lão tóc bạc trắng, tướng mạo vô cùng phóng khoáng. Lúc này, Chôn Nhỏ lại đang nằm cạnh chân của ông lão,
giống như là đang ngủ say. Thấy vậy, sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, cơ thể hắn cũng bắt đầu trở nên căng thẳng, nhìn về phía ông lão đầy cảnh giác. Tiểu tử, người không cần lo lắng, lão phu chỉ cho chồn nhỏ này chút đồ tốt, không làm hại tới nó. Ông lão bình tĩnh nói, như thể biết rõ suy nghĩ của Dương Bách Xuyên. Nghe ông cụ nói như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ giật mình, vừa rồi hắn không hề nói ra tiếng, chỉ nghĩ mà thôi, nhưng ông lão này lại đang trả lời hắn. Ông lão này là ai? Dù sao thì cũng không phải chấp niệm cổ hồn của lão già lúc trước. Có điều nghe ông lão nói chồn nhỏ không sao, ngược lại còn được cho đồ tốt, Dương Bách Xuyên khẽ thở phào nhẹ nhõm, bản thân hắn cũng cảm nhận được nhịp thở ổn định của chồn nhỏ, hẳn là không xảy ra chuyện gì, hắn không nhịn được mà hỏi, ông là ai? Ông lão tóc bạc sụt xịt nói, ta cũng chẳng biết mình là ai nữa, thời gian quá lâu rồi, ngay cả tên của mình cũng không nhớ, bọn họ đều gọi ta là La Phù Đạo Quân, cũng là sư tổ khai phái nên La Phù, đương nhiên đây không phải trọng điểm ngươi là người có duyên. Ngoài ra, quả thật lão phu có một tia chấp niệm, không hề có tổn hại nào với ngươi, sở dĩ ta vẫn chưa tiêu tán là bởi vì đang đợi người hữu duyên xuất hiện khi nói tới đây. Lão già hoặc nói đúng hơn là La Phù Đạo Quân thoáng dừng lại một chút rồi nói, tiểu tử kia, nếu ngươi đã là người hữu duyên, vậy thì hãy đáp ứng với lão phu một điều kiện, lão phu sẽ tặng cho ngươi vận may, thế nào? Giờ phút này, Dương Bách Xuyên thật sự rất choáng ngợp, La Phù Đạo Quân. Sư tổ khai phái La Phù. Đây chính là người đã khai phái ra toàn bộ núi La Phù, theo như lời của Lê Nặc nói thì không ai biết núi La Phù đã tồn tại bao lâu. Dù sao thì thời gian cũng rất xa xôi, mà La Phù Đạo Quân hiển nhiên là một nhân vật tối cao, ít nhất thì ở Sơn Hải giới là như vậy. Dương Bách Xuyên hoàn toàn không ngờ, ở trong văn bia Bạch Ngọc lại có thể nhìn thấy tổ sư gia của núi La Phù, mặc dù chỉ là một tia chấp niệm, nhưng vẫn là một sự tồn tại có tư duy tự chủ, không giống với lão già xuất hiện ở cửa tu đạo cung, La Phù Đạo Quân nói chuyện đều có ý thức tự chủ. Nghe La Phù Đạo Quân muốn hắn đáp ứng một điều kiện, ông sẽ tặng hắn may mắn, điều này khiến Dương Bách Xuyên rất kích động, nói đúng là cả núi La Phù đều là của người này, thứ mà ông tặng tuyệt đối bất phàm. Có điều, Dương Bách Xuyên cũng biết điều kiện có thể khiến cho La Phù Đạo Quân đưa ra, hiển nhiên cũng không tầm thường, mấu chốt là xem hắn có thể làm được hay không đã. Dương Bách Xuyên chịu đựng cám dỗ nói, không biết tiền bối muốn ta làm gì. La Phù Đạo Quân cười ha ha nói, tiểu tử cũng thông minh đấy. Còn rất cảnh giác ông lão tiếp tục nói, điều kiện của lão phu, nói khó thì không khó, mà dễ cũng không dễ. Chỉ xem ngươi có dụng tâm hay không, chỉ cần có lòng thì sẽ làm được. Cho đến ngày nay, đã trải qua 3 vạn năm, ta cũng không biết có còn ở đó hay không, điều kiện mà lão phu muốn ngươi đáp ứng chính là tìm người, tìm kiếm hậu nhân của lão phu. 3 năm trước, lão phu đạt cảnh giới tu vi đại thừa, sau này bởi vì một số nguyên nhân mà đi tới thiên trảm. Để lại 2 mẹ con ở Sơn Hải giới, lúc ta rời đi, đứa nhỏ vẫn còn bọc trong tã lót. Mẹ con họ chính là người thân duy nhất trên đời của lão phu, họ là người phàm nhưng có được huyết mạch của ta, có lẽ sẽ không đến mức đoạn tuyệt, hiện tại, một là phát triển thành đại tộc lớn, 2 là tàn thành mây khói. Lão phu vẫn luôn nhớ mong thê nhi ở thế tục giới, vì thế mới lưu lại một tia chấp niệm này, chờ một ngày nào đó có người tiến vào bia Bạch Ngọc để giúp ta hoàn thành tâm niệm. Hôm nay người bước vào đây chính là cơ duyên của ngươi, hy vọng có thể đáp ứng. Để đáp lại, lão phu sẽ nói cho ngươi biết cách để tiến vào Tam cung lục viện của đạo cung La Phù, đến tận bây giờ, lão phu cũng không biết Tam cung lục viện còn lại bao nhiêu, tất cả phải dựa vào cơ duyên của bản thân ngươi. Ngoài ra còn có bí mật lớn nhất Sơn Hải giới, ta sẽ nói cho ngươi phương thức để tiến vào thiên trảm, mọi người đều biết thiên trảm của Sơn Hải giới là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Thế nhân chỉ biết thiên trảm khó vượt nhưng lại chẳng biết đó là một cánh cửa thông tới một thế giới mênh mông khác, chỉ là không một ai nắm chắc cách thức đi qua mà thôi. Nhiều người nói, muốn vượt qua thiên trảm thì phải có tu vi đại thừa, kỳ thật tu vi xuất khiếu cũng có thể vượt qua thiên trảm, chỉ là bọn họ không biết phương pháp, lão phu cũng là một người may mắn, vừa vặn lại biết được phương pháp này. Vượt qua thiên trảm chính là thế giới tu chân chân chính. Nơi nào có tài nguyên tu luyện chân chính thì nơi đó mới là vũ đài của tu chân giả, chỉ cần ngươi nắm được phương pháp vượt qua thiên trảm thì có thể dùng cảnh giới xuất khiếu để tiến vào tu chân giới, không cần phải ở lại Sơn Hải giới tu luyện tới đại thừa mới có thể đi. Như vậy, ngươi sẽ đạt được thành tựu cao hơn người khác, con đường tiền đồ là vô hạn, lão phu cũng không có yêu cầu khác,
chỉ cần ngươi đáp ứng tìm kiếm hậu nhân thì ta sẽ nói phương pháp vượt thiên trảm cho ngươi biết, thế nào? La Phù Đạo Quân nói một lượng tin tức lớn, Dương Bách Xuyên vẫn còn đang tiêu hóa, trong đầu hắn giọng của sư phụ Vân Thiên Tà vội vang lên, thằng nhóc tối, đáp ứng đi, lời của người này chắc là thật, theo như ông ta nói thì thiên trảm của Sơn Hải Giới là con đường đi thông sang tu chân giới. Chỉ cần tu vi của con đạt tới xuất khiếu kỳ đã có thể tiến vào tu chân giới mà không cần đợi đến đại thừa, vi sư còn rất nhiều chuyện muốn làm, sớm quay trở về tu chân giới là tâm nguyện lớn nhất của vi sư. Nghe sư phụ nói như vậy, Dương Bách Xuyên giật mình, lão đầu chưa bao giờ nói một nghiêm túc như vậy, thậm chí giọng của người còn có chút run rẩy. Có điều, Dương Bách Xuyên cũng hiểu sư phụ mình, dù sao thì người cũng là tiên thể hủy diệt, cần sớm ngày trở lại tu chân giới mới có thể đúc lại thân thể. Thoát ra khỏi bình càn khôn, tu chân giới mênh mông chính là quê hương của sư phụ, khó trách lão đầu lại kích động như vậy. Hơn nữa, điều kiện của La Phù Đạo Quân cũng không phải quá hà khắc, chỉ cần hậu nhân của ông vẫn còn huyết mạch ở Sơn Hải Giới, hắn sẽ đi tìm, có lẽ là không quá khó. Được, ta đáp ứng với tiền bối, có điều dù sao thì tiền bối cũng phải đưa manh mối cho ta chứ. Nếu không ta có gặp họ thì cũng không biết Dương Bách Xuyên vì sư phụ. Vì thiên tài địa bảo trong tam cung lục viện của La Phù, hắn cũng muốn đồng ý với La Phù Đạo Quân. Một tia chấp niệm, hay nói đúng hơn là thần hồn của La Phù Đạo Quân, sau khi nghe được Dương Bách Xuyên đồng ý, ông lão liền vui vẻ nói, đương nhiên rồi, thật ra tìm hậu nhân của ta rất đơn giản, ở trong điện La Phù có một giọt máu của ta, ngươi mang theo máu của lão phu, nếu gặp phải hậu nhân của ta thì máu sẽ nổ tung, lão phu cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta. Tận lực tìm kiếm 3 năm là được. Nếu như sau 3 năm vẫn không tìm thấy, coi như bọn họ không còn nữa, nếu tìm thấy thì ở trong điện La Phù, lão phu có để lại vật chí bảo của La Phù, người cứ giao cho hậu nhân của ta là được. La Phù Đạo Quân quả thật cũng không làm khó Dương Bách Xuyên, điều kiện này hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, được, tiền bối yên tâm, ta thề sau khi ra ngoài, nhất định sẽ huy động toàn bộ lực lượng để tìm kiếm. La Phù Đạo Quân gật đầu cảm tạ, đa tạ, người qua đây, lão phu truyền cho ngươi phương pháp để đi lại trong tam cung lục viện La Phù. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên bước nhanh, ngay sau đó La Phù Đạo Quân vươn tay, ngón tay nhanh như chớp điểm lên mi tâm của Dương Bách Xuyên, ngay lập tức trong đầu hắn xuất hiện một lượng tin tức rất lớn. Đầu chứng đâu, bên tai Dương Bách Xuyên nghe được giọng của La Phù Đạo Quân, cuối cùng một tia chấp niệm này của lão phu cũng hoàn thành sứ mệnh, tiểu tử có duyên gặp lại. Dứt lời, chỉ thấy chấp niệm của La Phù Đạo Quân hóa thành tia sáng, biến mất ngay trước mắt Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng không cảm thấy kỳ quái khi nhìn thấy cảnh này, hắn biết thứ biến mất không phải là La Phù Đạo Quân chân chính, đó chỉ là chấp niệm của ông. Sau khi giải quyết xong tâm nguyện hoặc có thể nói là chuyển chấp niệm của ông lên người hắn, La Phù Đạo Quân tiêu tán cũng là lẽ bình thường. Một lát sau, đầu óc Dương Bách Xuyên khôi phục lại như cũ, tiêu hóa xong lượng thông tin mà La Phù Đạo Quân truyền thụ. Trong lòng hắn ngập tràn mừng rỡ. Trong lượng tin tức mà La Phù Đạo Quân truyền thụ bao gồm cả bản đồ của cả đạo cung La Phù và phương thức để tiến vào tam cung lục viện. Đương nhiên còn có một nơi quan trọng nhất của đạo cung La Phù điện La Phù. Muốn đi vào những nơi này đều cần những phương thức đặc biệt, nếu không thì phải vượt qua kết giới mới có thể vào, giống như quy tắc ở cung tu đạo, phải lĩnh hội được chân lý tu đạo mà La Phù Đạo Quân để lại, thì mới có thể tiến vào cung lưu ly. Sau khi Dương Bách Xuyên đạt được những tin tức này từ La Phù Đạo Quân, đồng nghĩa với việc có được giấy thông hành, không cần phải đi cảm ngộ hay là hoàn thành nhiệm vụ giống như người khác mới có thể vào, hắn có thể trực tiếp thông qua. Xem ra những nơi như Tam Cung Lục Viện đương nhiên sẽ có thiên tài địa bảo, hắn hoàn toàn có thể vào đó vơ vét trước, không có gì sảng khoái hơn chuyện này. Còn về chuyện hắn đáp ứng sẽ tìm hậu nhân cho La Phù Đạo Quân, thật ra cũng không phải là không làm được. Chỉ cần huyết mạch của La Phù Đạo Quân vẫn chưa tuyệt, dùng máu đạo quân để cảm ứng, muốn tìm ra cũng không phải là quá khó. Mặc dù La Phù Đạo Quân nói thê nhi của ông là người bình thường, nhưng thân là La Phù Đạo Quân sao có thể không thể lại đường lui cho thê nhi mình. Đã 3 vạn năm, hắn nghĩ có lẽ hậu nhân của ông vẫn còn ở Sơn Hải Giới, thậm chí còn có khả năng trở thành đại gia tộc, nếu như vậy thì việc tìm kiếm sẽ không khó khăn. Có điều, theo như La Phù Đạo Quân nói, thê nhi mà ông để lại ở thế tục giới không biết được thân phận của ông, nếu như biết, sợ là hậu nhân của ông sớm đã tìm tới đạo cung La Phù rồi. Những đồ quan trọng mà La Phù Đạo Quân để lại đều nằm ở điện La Phù,
hơn nữa còn là cho hậu nhân của ông, người khác cũng không thể lấy được, phải dùng huyết mạch chi lực mới có thể mở. Về bí mật cuối cùng thiên trảm của Sơn Hải Giới, nghe xong quả thật là chấn động, La Phù Đạo Quân đã tự nghiên cứu ra một bí pháp để vượt qua thiên trảm, đúng là không cần đợi tu luyện tới đại thừa, tu vi xuất khiếu cũng có thể đi qua được thiên trảm để sang tu chân giới. Không thể không nói, La Phù Đạo Quân chính là một thiên tài tuyệt thế. Thiên trảm chính là cây cầu bắc từ Sơn Hải Giới sang tới tu chân giới, nhưng nơi này lại có đủ các loại hạn chế sức mạnh, nguy hiểm là điều đương nhiên, nếu không thì cũng chẳng cần tu luyện tới đại thừa mới vượt qua thiên trảm. Vô số năm qua, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, muốn đi qua thiên trảm thì tu vi nhất định phải đạt tới đại thừa. Ràng buộc thần thoại này lại bị La Phù Đạo Quân phá vỡ. Có thể nói, La Phù Đạo Quân là người đầu tiên biết được xuất khiếu kỳ cũng có thể vượt qua thiên trảm, hiện tại Dương Bách Xuyên chính là người thứ hai biết điều đó. Không thể không nhắc tới, lần này có thể gặp được La Phù Đạo Quân chính là cơ duyên lớn của hắn. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên hoài nghi là, nhìn từ mọi mặt, núi La Phù là một thế lực rất mạnh, nhưng vì sao lại biến thành một bí cảnh tịch diệt? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không có lý do gì mà một thế lực cường đại như núi La Phù lại trở thành như vậy. Nó hoàn toàn trơ trọi hoặc giống như một di tích sau khi bị người phá hủy. Nơi này không nên như thế này. Dựa theo chấp niệm của La Phù Đạo Quân, ông là một nhân vật kỳ tài ngút trời, sáng lập ra giáo phái nhưng lại cô đơn tịch mịch. Hơn nữa, so sánh với lão giả xuất hiện ở cung tu đạo, bọn họ vô cùng khác nhau. Lão giả xuất hiện ở cung tu đạo mang trong mình một loại thương, giống như là sau khi tông môn bị người ta hủy diệt mới phát ra chấp niệm, một mực ở đây để thủ hộ tông môn, hơn nữa là thần hồn đang thủ hộ. Chấp niệm của La Phù Đạo Quân hoàn toàn ngược lại, ông mang tới cho Dương Bách Xuyên một loại cảm giác lạnh nhạt hờ hững. Nhưng nghĩ lại, có lẽ là La Phù Đạo Quân cũng không hề biết núi La Phù đã trở thành lịch sử. Theo như suy đoán của Dương Bách Xuyên, sau khi La Phù Đạo Quân đi tới thiên trảm thì cũng không quay lại đây nữa, một tia chấp niệm cuối cùng của ông lưu lại trong Bạch Ngọc có lẽ là lo lắng cho thê nhi ở thế tục giới, rất có khả năng ông căn bản không biết, tông môn núi La Phù mà mình khai sáng sẽ tịch mịch sau khi ông rời đi. Mà lão giả ở cung tu đạo đã trải qua nỗi đau khi sư môn bị diệt, vì thế chấp niệm vẫn luôn ở nơi này để bảo vệ sư môn, trở thành một linh hồn cổ xưa. Sự tình trước đó có chút phức tạp, nhưng đối với Dương Bách Xuyên mà nói thì hắn đã có phác họa rõ ràng, đây là tư liệu tham khảo để hắn mạo hiểm đạo cung La Phù một phen. Thời gian đã trôi qua mấy vạn năm, ai mà biết trong tam cung lục viện của đạo cung La Phù còn có bao nhiêu thiên tài địa bảo. Đứng cạnh tấm bia Bạch Ngọc, Dương Bách Xuyên điều chỉnh lại suy nghĩ của mình một chút, hắn thở ra một hơi, nhìn chồn nhỏ đang nằm trên mặt đất cười khổ một tiếng, hắn vung tay đưa chồn nhỏ vào trong bình càn khôn, sau đó ngồi khoanh chân xuống, tâm khẽ động, linh thức cường đại không ngừng tản ra ngoài. Trong tấm bia Bạch Ngọc không có cấm chế về linh thức, đây là tin tức mà La Phù Đạo Quân đã nói cho hắn biết, hơn nữa sở dĩ Dương Bách Xuyên ngồi ở đây là bởi vì, trong thông tin mà La Phù Đạo Quân để lại có ghi chép, cảm ngộ ở đây có thể tiếp thu được toàn bộ 3.000 đạo được khắc trên Bạch Ngọc chỉ trong thời gian rất ngắn. Kỳ thật mà nói, 3.000 cảm ngộ tu luyện La Phù cũng không phải là con đường chân chính. Nhưng dù vậy, nếu có thể lĩnh ngộ được 3.000 cảm ngộ tu luyện này thì sẽ rất có lợi cho hắn. Nó giống như một tấm gương của con đường tu luyện. Kinh nghiệm tu luyện của những người khác là vô giá. Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ không bỏ qua, hơn nữa có được cách thức mà La Phù Đạo Quân truyền lại, hắn đã cảm ngộ rất nhanh. Chẳng mấy chốc, Dương Bách Xuyên đã xem xong 3.000 đạo được ghi chép ở cung tu đạo. Bởi vì 3.000 đạo cảm ngộ tu chân giả của La Phù đều ở trong tấm bia Bạch Ngọc. Sau khi không ngừng thả linh thức ra, những đám mây và sương mù bắt đầu cuộn trào tứ phía trong không gian trắng xóa. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngay sau đó trong đầu Dương Bách Xuyên xuất hiện một luồng tin tức. Những thứ này chính là cảm ngộ tu luyện được ghi chép trong bia Bạch Ngọc. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Bách Xuyên mở mắt ra, trên môi mang theo ý cười vui vẻ. Hắn xem xong toàn bộ cảm ngộ tu luyện, mặc dù không nâng cao được cảnh giới, nhưng không thể không nói, những cảm ngộ này đã có tác dụng rất lớn với hắn. Dương Bách Xuyên cũng không đi nâng cao tu vi của bản thân ngay lập tức, bởi vì hắn có con đường mà mình muốn đi, người khác chưa chắc đã phù hợp với hắn, có thể học hỏi được từ người đi trước đã là quá tốt rồi.
Còn về tu luyện sau này mà nói, với hắn như vậy đã đủ thỏa mãn. Hiện tại, tu vi của hắn đang là kim đan đại viên mãn, chỉ một bước nữa sẽ là nguyên anh, cộng thêm những cảm ngộ mà hắn đã xem được, đạt tới nguyên anh chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, chuyện này hắn cũng không vội. Tu vi tăng quá nhanh cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Đợi đủ thời cơ chín muồi mới là chân lý trên con đường tu luyện. Sau khi đứng dậy, Dương Bách Xuyên lui ra khỏi tấm bia bạch ngọc. Nhưng vừa xuất hiện, bên tai hắn đã truyền đến tiếng chém giết. Hắn giật mình nhìn qua, chỉ thấy hàng trăm người đang tụ vào một chỗ để đánh nhau. Nhìn tổng thể mà nói thì đám người Lê Nặc bị hơn 80 người vây lại, mười mấy người chống lại hơn 80 người. Bọn họ đều là cao thủ cảnh giới nguyên anh. Khóe miệng Lê Nặc còn có vết máu, cuộc chiến đẫm máu, Diệp Vô Tâm vẫn ổn vì có thủ hộ và Diệp Ninh bảo vệ, yêu vương Tiểu Bạch cũng che chở cho nàng. Hơn 80 người này hẳn là vào từ cửa núi Tinh Quang. Khi đám người Dương Bách Xuyên tiến vào, cửa bàn long có lẽ là chưa biến mất nên người trong La Phù mới nhìn thấy rồi theo vào. Lúc này, Dương Bách Xuyên nghe thấy một giọng nói cực kỳ độc ác, Lê Nặc, giao bản đồ đạo cung La Phù ra, ta có thể để các ngươi được sống. Dương Bách Xuyên nhìn qua người vừa lên tiếng, bà lão này cũng là một cao thủ nguyên anh trung kỳ, nhìn trang phục trên người rất giống với giản hóa phàm của Âm Dương Tông, hẳn là cùng một tông môn. Nhưng lúc này, Dương Bách Xuyên lại nhìn thấy người quen đang đứng cạnh bà lão này, hay nói đúng hơn là kẻ thù, thành chủ phái Chiêu Giao Âm Dương Hải Đường. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, hắn híp mắt nhìn về phía Âm Dương Hải Đường, bà ta là đệ tử của Âm Dương Tông, đứng cạnh bà lão mặc quần áo tông môn, chứng tỏ quan hệ giữa hai người họ khá thân thiết, có lẽ là sư phụ của bà ta. Giờ phút này, tâm tư của Dương Bách Xuyên đã thay đổi. Mặc dù nhìn thấy Âm Dương Hải Đường hắn chỉ hận không thể giết bà ta, nhưng trước mắt hắn vẫn nên cứu đám Lê Nặc và Diệp Vô Tâm ra khỏi vòng vây rồi nói sau, không ngờ trong 80 người này lại có hơn 20 cao thủ nguyên anh trung kỳ. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên biết mình không thể cứng rắn đối đầu, nhân số của đối phương quá đông, nếu đánh trực diện thì người chịu thiệt chính là hắn. Nghe bà lão kia nói như vậy, giống như biết trong tay Lê Nặc có bản đồ đạo cung La Phù, bà ta muốn cướp. Ngông cuồng, Lê Nặc hừ lạnh một tiếng, cầm trường kiếm chém về phía bà lão kia. Có điều trong mắt của Dương Bách Xuyên, đám người Lê Nặc đã có vô số vết thương. Lúc này, đột nhiên một tiếng hét vang lên, Dương Bách Xuyên. Giọng nói này lạnh tới mức khiến cả đại điện bùng nổ. Dương Bách Xuyên cười khổ, hắn bị Âm Dương Hải Đường nhìn thấy rồi. Có điều, hắn cũng không hề sợ hãi, trên tay bấm phủ chú, lẩm nhẩm vào. Giây sau, Dương Bách Xuyên đã biến mất, đây là lần thứ hai hắn tiến vào trong tấm bia bạch ngọc. Dương Bách Xuyên nắm trong tay bí pháp có thể tự do ra vào tam cung lục viện của đạo cung La Phù, vì vậy hắn rất quen thuộc với nơi này. Bạch ngọc chính là một không gian nhỏ, mắt xích liên thông với tam cung lục viện. Ở đây, Dương Bách Xuyên có thể sử dụng linh thức, cũng có thể thông qua bạch ngọc để quan sát mọi thứ ở đại điện cung tu đạo, quan trọng nhất là còn có thể cứu người. Vì thế, sau khi Âm Dương Hải Đường phát hiện ra hắn, Dương Bách Xuyên không chút do dự tiến vào văn bia Bạch Ngọc, hắn chuẩn bị cứu người trước, sau đó sẽ thu thập Âm Dương Hải Đường. Âm Dương Hải Đường trơ mắt nhìn Dương Bách Xuyên biến mất, sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, bà ta vốn rất tức giận, chỉ muốn bắt tên tiểu tử này để lột da rút gân, kết quả hắn lại biến mất không thấy đâu. Điều này khiến Âm Dương Hải Đường vô cùng phiền não. Tất cả là tại Dương Bách Xuyên. Bà ta không chỉ mất mặt mà còn bị sư môn trách phạt, bay luôn cả chức vị thành chủ thành Chiêu Giao béo bở, nếu không nhờ có sư phụ bảo vệ thì bà ta sớm đã bị hình đường của Âm Dương Tông phạt nặng rồi. Hiện tại, nhìn thấy Dương Bách Xuyên đột nhiên xuất hiện trong đại điện, Âm Dương Hải Đường nổi giận ngút trời, bà ta thề phải lột ra rút gân của Dương Bách Xuyên. Nhưng chớp mắt đã không thấy tung tích hắn đâu. Âm Dương Hải Đường nổi điên tìm kiếm dấu vết của Dương Bách Xuyên xung quanh văn bia Bạch Ngọc. Kết quả ngay cả một cọng tóc gáy cũng không tìm được. Mà lúc này, Dương Bách Xuyên đã ở bên trong văn bia Bạch Ngọc, nhìn thấy vẻ mặt xanh đen của Âm Dương Hải Đường đang tìm mình thì cười ha ha, hiện tại hắn hoàn toàn có cơ hội đánh lén cho Âm Dương Hải Đường một đòn chí mạng, có điều tạm thời không nên nóng vội, hắn phải cứu đám người Lê Nặc và Diệp Vô Tâm ra khỏi vòng vây rồi tính tiếp. Còn Âm Dương Hải Đường, Dương Bách Xuyên cũng không có ý định tha cho bà ta, mụ điên này đã mấy lần ép hắn tới ngõ cụt, suýt chút nữa thì xong đời.
Hiện tại cứu đám người Diệp Vô Tâm đối với Dương Bách Xuyên mà nói chỉ là việc đơn giản, nắm giữ được phương pháp mở văn bia Bạch Ngọc, hắn cũng có thể mượn văn bia để sử dụng linh thức thần hồn. Chỉ cần hắn muốn, một ý niệm là có thể thu người khác vào trong văn bia Bạch Ngọc, còn có thể lấy bia Bạch Ngọc thành phương tiện để công kích kẻ địch, đúng là một chuyện rất sảng khoái. Đám người Lê Nặc và Diệp Vô Tâm lúc này lại vô cùng nhếch nhác, lúc trước mọi người đều đang cảm ngộ văn bia Bạch Ngọc, nhưng không ngờ lại có hơn 80 người xông vào, tất cả bọn họ đều là cao thủ Nguyên Anh. Mặc dù tất cả mọi người đều không sử dụng được pháp thuật, nhưng đối phương có đông người, yếu không địch được mạnh. Nhưng điều khiến Lê Nặc phiền não là, không biết vì sao Hắc Hoa bà của Âm Dương Tông lại biết được trong tay bà có quyển gia thú, những người này vừa tiến đến đã muốn cướp đồ. Điều này khiến Lê Nặc hiểu rõ, không chỉ có mình bà mới biết đến sự tồn tại của đạo cung La Phù. Hiển nhiên, rất nhiều người khắp năm châu lớn ở địa hạt Nam Sơn cũng đã biết, chỉ là không một ai có thể tìm được cửa tiến vào. Hiện tại bà và Dương Bách Xuyên mở ra, cảm giác như công sức của bọn họ trở thành của hồi môn cho người khác, Lê Nặc rất bực mình. Bà cũng sẽ không cam tâm giao ra bản đồ của đạo cung La Phù, chỉ có thể liều chết chống lại. Trên người bà đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng xong đời. Đám người Diệp Vô Tâm và Diệp Ninh cũng đồng cảnh ngộ, đối với Diệp Vô Tâm mà nói, nếu như không có Diệp Thúc Thúc và hộ vệ thì nàng đã chết rồi, từ khi đám người này xông vào đây mới chỉ vẻn vẹn có vài phút, nhưng hộ vệ vì muốn bảo vệ nàng mà đã bị giết mất hai người. Diệp Thúc Thúc cũng bị thương nặng, thấy sắp không kiên trì nổi, ánh mắt Diệp Vô Tâm ngập tràn bi thương, hay cả yêu vương Tiểu Bạch của Dương Bách Xuyên cũng bị người ta đâm thủng một lỗ máu. May mà có yêu vương Tiểu Bạch bảo vệ nàng mới có thể an toàn tới hiện tại. Nhìn thấy yêu vương Tiểu Bạch, Diệp Vô Tâm lại nhớ đến Dương Bách Xuyên, cũng không biết Dương Bách Xuyên đi đâu rồi, cả đại điện cũng không thấy bóng dáng hắn. Diệp Vô Tâm lo lắng nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, không thấy Dương Bách Xuyên đâu chứng tỏ hắn không sao. Trong lúc đang hoảng hốt, đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng hét đầy giận dữ gọi tên, Dương Bách Xuyên. Vừa ngẩng đầu Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy Dương Bách Xuyên đứng trước văn bia Bạch Ngọc, nhưng ngay sau đó thân thể của hắn lại biến mất trong hư vô. Diệp Vô Tâm vừa mừng vừa lo. Mừng là Dương Bách Xuyên vẫn còn sống, hắn không sao, hơn nữa lại còn biến mất. Chứng tỏ Dương Bách Xuyên có mánh khóe. Lo là người vừa rồi mới gào tên Dương Bách Xuyên là thành chủ thành Chiêu Giao Âm Dương Hải Đường bắt đầu tìm kiếm Dương Bách Xuyên, qua thương hội Thiên Diệp. Diệp Vô Tâm cũng hiểu được chút ít về ân oán giữa Dương Bách Xuyên và Âm Dương Hải Đường. Trong lòng nàng biết rõ, một khi Dương Bách Xuyên bị Âm Dương Hải Đường tìm được thì sẽ có nguy hiểm như thế nào. Theo như hiểu biết của Diệp Vô Tâm về Âm Dương Hải Đường thì bà ta không đơn giản chỉ là thành chỉ của thành Chiêu Giao, bà ta còn là đệ tử của trưởng lão thứ 5 trong Âm Dương Tông Hắc Hoa bà. Cảnh giới tu vi của bà lão này là Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh Phong, tu luyện một thân đầy độc. Cho dù là cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không dám trêu chọc tới Hắc Hoa bà. Âm Dương Tông chính là giáo phái lớn ở châu Nam Sơn, thế lực khá lớn, nếu như Dương Bách Xuyên bị nhắm tới ở chỗ này thì sẽ rất nguy hiểm, vì vậy Diệp Vô Tâm mới lo lắng. Trong lúc đang hoảng hốt, bên tai nàng vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Diệp Vô Tâm kinh sợ Tiểu Lan. Lại một hộ vệ bị giết. Lúc này, phía Diệp Ninh cũng truyền tới tiếng kêu đau đớn. Lớp phòng ngự bị công kích. Diệp Vô Tâm đối mặt với sự tấn công của ba người, tất cả bọn họ đều có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, mặc dù không ai sử dụng được pháp thuật, nhưng một kim đan đại viên mãn như Diệp Vô Tâm vẫn có chênh lệch với cấp bậc Nguyên Anh, so về ưu điểm thể xác thì rõ ràng là cấp bậc Nguyên Anh cường đại hơn. Trong lúc vội vàng, Diệp Vô Tâm vung roi thiên diệp để chống lại bọn họ, nhưng hiệu quả không tốt lắm, rất nhanh nàng đã bị người ta tát một bạt tai, cả cơ thể sụi lơ dưới đất. Giống. Yêu vương Tiểu Bạch chắn trước mặt Diệp Vô Tâm rồi chiến đấu với kẻ thù, nhưng quá nhiều người vây kích nó, tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Bọn họ phải chết sao? Diệp Vô Tâm ngã trên đất lẩm bẩm nói. Nhưng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu nàng, đừng phản kháng, ta tới cứu ngươi. Dương Bách Xuyên. Trong lòng Diệp Vô Tâm mừng rỡ, giây sau nàng đã cảm nhận được một cỗ lực lượng xuất hiện trên người mình, tiếp đó cơ thể nàng run lên. Lần nữa xuất hiện đã thấy Dương Bách Xuyên đang đứng trước mặt mình, hơn nữa rõ ràng là nàng không còn trong đại điện nữa mà là một không gian trắng xóa. Đây là đâu? Diệp Vô Tâm hỏi Dương Bách Xuyên theo bản năng. Đợi lát nữa sẽ giải thích cho ngươi, ta cứu những người khác trước đã. Dương Bách Xuyên biết Diệp Vô Tâm sẽ hỏi, nhưng hắn quả thật phải cứu những người kia, không kịp để giải thích.
Dương Bách Xuyên nhìn thấy rất rõ tình huống bên trong đại điện thông qua văn bia Bạch Ngọc, sau khi chứng kiến Diệp Vô Tâm bị thương, hắn đã dựa vào lực lượng của văn bia để kéo nàng vào đây. Sau đó Dương Bách Xuyên như pháp chế pháo, hắn dùng thần hồn truyền âm cứu từng người một qua đây, lần thứ hai chính là nữ hộ vệ Tiểu Trúc và hai người còn sót lại, sau đó là Diệp Ninh, Yêu Vương Tiểu Bạch, Lê Nặc lần lượt đưa bọn họ vào trong không gian văn bia Bạch Ngọc. Về phần đám người Hắc Hoa bà, sau khi trơ mắt nhìn Lê Nặc biến mất, trong lòng bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vốn đã bao vây đám Lê Nặc lại, nhưng họ lại biến mất ngay dưới mí mắt mình, bà ta sao có thể không khiếp sợ cho được. Trong sân có bốn gã cao thủ Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong do Hắc Hoa bà cầm đầu, 10 tên Nguyên Anh Trung Kỳ, 60 Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng ngơ ngác nhìn nhau. Hắc Hoa bà, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một trong bốn gã cao thủ nhíu mày hỏi. Ai mà biết được chuyện gì? Nơi này là đạo cung La Phù, trong tay Lê Nặc có bản đồ, rất có khả năng bà ta nắm giữ một số kết giới không gian của cung tu đạo mà chúng ta không biết, hoặc là có cao nhân âm thầm ra tay cứu giúp bọn họ. Có điều cũng không đáng ngại, theo bà già này được biết thì nơi này có tam cung lục viện, chúng ta đang đứng ở viện đầu tiên cung tu đạo, cho dù bọn họ có chạy thì cũng chỉ có thể tiến vào viện sau, chúng ta đi tìm là được rồi, nếu họ đã tiến được vào viện tiếp theo, bà già này cũng không phải là không có biện pháp. Quyền gia thú trong tay Lê Nặc có ghi chép vị trí của điện La Phù, đây mới chính là trung tâm, vì vậy chúng ta nhất định phải lấy được bản đồ gia thú từ tay Lê Nặc. Danh vọng của Hắc Hoa bà trong đám người này rất cao, lời của bà ta đều được mọi người tin tưởng, bọn họ chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của Hắc Hoa bà là được rồi. Tất cả bọn họ đều biết, đạo cung La Phù có tam cung lục viện, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tiến vào mới được, mà trong số họ Hắc Hoa bà là người duy nhất hiểu rõ tình huống của đạo cung La Phù. Sư phụ, có một người rất khả nghi, Âm Dương Hải Đường không nhịn được lên tiếng, Hắc Hoa bà chính là sư phụ của bà ta. Người nào? Hắc Hoa bà hỏi đệ tử của mình. Vẻ mặt của Âm Dương Hải Đường đầy oán hận nói, chính là Dương Bách Xuyên, cái tên đánh cắp đá căn nguyên ở mỏ quặng, hại đệ tử bị sư môn trách phạt, hắn ta vừa xuất hiện trong giây lát lại biến mất ngay tại chỗ, đệ tử nghi ngờ, sự biến mất của đám người này có liên quan tới Dương Bách Xuyên. Hắc Hoa bà híp mắt hỏi, vậy tên tiểu tử kia biến mất ở đâu? Biến mất ngay trước văn bia Bạch Ngọc. Đệ tử tìm khắp đại điện cũng không thấy dấu vết của hắn. Âm Dương Hải Đường nghiến răng nghiến lợi nói. Hắc Hoa bà ngẩng đầu nhìn về phía văn bia Bạch Ngọc, nếu như nói cả đại điện này có gì đặc biệt thì ngoài bia Bạch Ngọc ra cũng không còn thứ gì khác. Hắc Hoa bà chạy thẳng tới văn bia Bạch Ngọc. Mà lúc này, Dương Bách Xuyên ở trong không gian bia Bạch Ngọc cũng nhìn thấy Hắc Hoa bà đi tới, nhưng hắn cũng không hề lo lắng. Dù sao thì hắn cũng nắm trên tay pháp quyết để vào bên trong văn bia Bạch Ngọc, hơn nữa từ Bạch Ngọc có thể tiến thẳng tới cung Lưu Ly, hắn muốn rời khỏi cung tu đạo lúc nào cũng được. Chấm chấm chấm. Hắc Hoa bà tới trước văn bia Bạch Ngọc quan sát tỉ mỉ, sau đó híp mắt nói, đạo cung La Phù có tam cung lục viện cộng thêm một điện La Phù, lịch sử truyền tai nhau mỗi một nơi đều có bảo khố tu chân, thiên tài địa bảo, pháp môn tu luyện nhiều vô kể. Trong số đó bao gồm cả phương pháp để tiến vào tam cung lục viện, chỉ cần thông qua được khảo nghiệm là có thể đi tới từng nơi một, duy nhất vị trí của điện La Phù là không biết, quyển gia thú trong tay Lê Nặc vừa vặn ghi lại nơi đó, vì thế chúng ta nhất định phải lấy được quyển gia thú đó. M. Dương Hải Đường không nhìn được hỏi, sư phụ, không thấy đám người Lê Nặc đâu nữa rồi, chúng ta đi đâu tìm bọn họ bây giờ? Hoa bà nở nụ cười quái dị nói, ha ha, nếu vi sư đoán không nhầm thì tên tiểu tử Dương Bách Xuyên mà con nhắc tới đã lĩnh ngộ được chân lý của văn bia Bạch Ngọc, hắn đã lấy được phương thức để đi thông tam cung lục viện, lúc này bọn họ một là đang ở trong không gian Bạch Ngọc, hai là đã tiến vào cung Lưu Ly. Sư phụ, người nói trong khối bia Bạch Ngọc này còn có một không gian khác sao? Nếu đúng như vậy thì chúng ta có thể tiến vào trong đó không? M. Dương Hải Đường hỏi. Đương nhiên là được, có điều cũng không thể tùy tiện đi vào, nếu như tên tiểu tử Dương Bách Xuyên đã có thể cứu đám Lê Nặc vào trong không gian, chứng tỏ hắn nắm trong tay quy tắc ra vào văn bia Bạch Ngọc hoặc là nói cung tu đạo, chúng ta xông bừa vào sẽ chịu thiệt. Khi núi La Phù mở vào 100 năm trước, trong di tích xuất hiện bên ngoài La Phù có quyển gia thú, chìa khóa minh văn, trên tấm bia ghi lại sự tồn tại của đạo cung La Phù,
cũng chính lúc đó mọi người mới biết ở núi La Phù còn tồn tại một nơi gọi là Đạo Cung La Phù. Năm đó, quyển gia thú bị Lê Nặc đoạt được, chìa khóa minh văn có 3 mảnh, vi sư lấy được 1 mảnh, Sơn Mộc đạo nhân của chính Dương Cung 1 mảnh, người thứ 3 đoạt được là Bách Biến Thần Quân, không một ai biết thân phận thực sự của hắn ta. Theo như những gì được khắc trên tấm bia đá thì quyển gia thú của Lê Nặc có ghi chép vị trí chính xác của Điện La Phù. Mà chìa khóa trong tay bọn họ có thể mở cửa được Tam Cung Lục Viện, 3 mảnh chìa khóa minh văn này ghép lại với nhau có thể mở ra Điện La Phù. Nơi quan trọng nhất của Đạo Cung La Phù chính là Điện La Phù, trên tấm bia có ghi bên trong điện có một kỹ năng thần thông của La Phù, trọng yếu nhất là còn có một bình đan sinh sinh tạo hóa, đây mới là thứ đáng giá nhất. Sau khi Hoa bà nói ra câu cuối cùng, đôi mắt già nua dường như đang lóe lên tia sáng. Lúc này, M. Dương Hải Đường không nhìn được hỏi, sư phụ, đan sinh sinh tạo hóa là loại đan dược gì? Hắc Hoa bà hít sâu một hơi rồi nói, 100 năm trước. Sau khi biết tới sự tồn tại của Đạo Cung La Phù, từ đó đến nay ta đã tìm hiểu rất nhiều ghi chép liên quan tới Đạo Cung La Phù, từ đó mới biết được quá khứ của nó. 3 vạn năm trước, núi La Phù chính là thế lực cao nhất ở Sơn Hải Giới, có thể so sánh ngang với Bổ Thiên Cung, thời điểm huy hoàng nhất gần như là thống nhất cả 4 châu lớn, vô cùng hưng thịnh. Tam Cung Lục Viện mỗi một nơi đều rất đặc biệt, có điều then chốt nhất vẫn là Viện Luyện Đan La Phù. Đan sinh sinh luyện hóa nổi danh khắp nơi, truyền tai nhau chỉ cần một viên sinh sinh luyện hóa có thể giúp cho cường giả cảnh giới Nguyên Anh tăng lên cả một cảnh giới lớn, đạt tới cảnh giới xuất khiếu. Sau đó, sư tổ khai phái của La Phù vượt qua thiên trảm, không biết vì lý do gì núi La Phù bị thập đại thế lực cùng lúc liên hợp hủy diệt. Nhưng có một số ghi chép cho biết lý do vì sao núi La Phù lại bị 10 thế lực lớn công kích, nguyên nhân chính là do đan sinh sinh tạo hóa gây ra. Đan dược quá nghịch thiên bị người khác thèm muốn cũng là điều bình thường, nhưng cũng có ghi chép cho rằng, bản thân núi Phù Sơn vốn chính là một bảo bối, tự hình thành không gian, khi La Phù suy bại triệt để, cuối cùng hóa thành tình trạng như bây giờ, ẩn giúp trong hư không. Nhưng điện La Phù không đơn giản chỉ có đan sinh sinh tạo hóa, rất có khả năng nơi này còn cất giữ vật chí bảo của núi La Phù, nhưng không có được bản đồ gia thú, chúng ta chỉ có thể thông qua Tam Cung Lục Viện. Cũng chưa chắc là sẽ tìm được vị trí của Điện La Phù. Những người xung quanh nghe được Hoa bà nói như vậy thì hai mắt bắt đầu lóe lên tia sáng, nắm trong tay núi La Phù chẳng phải sẽ đoạt được vật chí bảo hay sao? Chưa nhắc tới đan sinh sinh tạo hóa có thể nâng cao một cảnh giới tu vi, điều này đối với tu chân giả cấp bậc Nguyên Anh mà nói thì đúng là cám dỗ chí mạng, không thể nào cự tuyệt. Lúc này, một lão giả bên cạnh Hắc Hoa bà nói, đừng lo. Cho dù bọn họ có thể tìm được Điện La Phù, không có 3 mảnh chìa khóa minh văn của chúng ta thì cũng đừng hỏng vào được. Người này chính là một trong những người lấy được chìa khóa minh văn Sơn Mộc Đạo Nhân. Hắc Hoa bà gật đầu nói, Sơn Mộc Đạo Nhân nói chí phải, có điều, chúng ta cũng không thể ngồi im đợi được, vẫn nên nhanh chóng tìm được Lê Nặc, đoạt lấy quyển gia thú. Dứt lời, Hắc Hoa bà nhìn quanh một lượt rồi chậm rãi nói, Bách Biến Thần Quân còn chưa hiện thân sao. Văn bia bạch ngọc này chính là lối đi thông tới cung Lưu Ly, muốn vào thì phải cần tới 3 mảnh chìa khóa của chúng ta hợp lại, nếu còn dây dưa thì thiên tài địa bảo trong Tam Cung Lục Viện sẽ vô duyên với chúng ta đó. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết Hắc Hoa bà có ý gì, nghe giọng điệu của bà như đang gọi Bách Biến Thần Quân, nhưng nhìn ánh mắt quét qua tất cả mọi người, dường như chính bà ta cũng không biết ai là Bách Biến Thần Quân. Nhưng nghe cái tên Bách Biến Thần Quân cũng có thể biết người này rất giỏi ngụy trang biến hóa. Đối với Hắc Hoa bà mà nói quả thực là như vậy, bà chỉ biết tới cái tên Bách Biến Thần Quân, căn bản cũng không hề biết tên thật của người này, đừng nghĩ Nguyên Anh Trung Kỳ là có thể hiểu rõ thuật biến hóa, cho tới hiện tại cũng chưa một ai thấy được diện mạo chân chính của Bách Biến Thần Quân. Cũng không biết Bách Biến Thần Quân là nam hay là nữ, mọi người truyền tai nhau, Bách Biến Thần Quân có lúc là nam, có lúc lại là nữ. Hình dáng cụ già hay trẻ nhỏ đều có đủ, thay đổi như trong chóng, vì thế nên mới được xưng là Bách Biến Thần Quân. Hắc Hoa bà biết hôm nay Bách Biến Thần Quân nhất định đã tới, nhưng lại không biết người này thật sự là ai. Vì vậy, bà mới lớn tiếng nói với tất cả mọi người. Sau khi Hắc Hoa bà dứt lời, một tu chân giả ăn mặc giản dị trong đám người khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi lên tiếng, 100 năm không gặp Hắc Hoa bà, Sơn Mộc Đạo Nhân. Bách Biến đến đâu? Hắn ta, chính là Bách Biến Thần Quân.
sao lại giống nông phu vậy? Có người lên tiếng nói. Rất bình thường mà, nếu không thì vì sao người ta lại gọi là Bách Biến Thần Quân? Nói cũng đúng. Trong lúc mọi người đang bàn tán, Bách Biến Thần Quân đi tới trước mặt đám người Hắc Hoa bà, hắn cười nói chìa khóa minh văn tới đây. Hắc Hoa bà và Sơn Mộc đạo nhân nhìn về phía người ăn mặc giống như nông dân, vẻ mặt bọn họ có chút hoài nghi, lần gặp trăm năm trước Bách Biến Thần Quân là một lão giả, nhưng bây giờ lại là một trung niên làm ruộng, có điều nghĩ tới bản lĩnh biến hóa của Bách Biến Thần Quân thì cũng không có gì quái lạ. Nông phu Bách Biến Thần Quân giống như đoán được suy nghĩ của Hắc Hoa bà và Sơn Mộc đạo nhân, người đó vung tay lên, lúc hạ xuống thì gương mặt đã biến lại già nua, sau đó khàn giọng nói, Bách Biến gặp qua hai vị đạo hữu. Hắc Hoa bà và Sơn Mộc đạo hữu nhìn thấy dáng vẻ 100 năm trước của Bách Biến, trong lòng thoáng chấn động, thuật biến hóa này không thể tìm được bất cứ sơ hở nào, điều này khiến bọn họ cũng phải kiêng dè đối với người xưng là Bách Biến Thần Quân này. Nếu như người này biến thành người quen để đâm lén thì bọn họ sẽ không thể nào đề phòng được. Hoa bà nhìn Bách Biến Thần Quân bằng ánh mắt phức tạp, thủ đoạn của Bách Hóa đạo hữu quả là nghịch thiên, bà già đây xin được bái phục, chỉ mong ba người chúng ta có thể chân thành hợp tác, chớ để xảy ra chuyện rắc rối không hay. Bách Biến cười gian trá nói, Hắc Hoa bà lo lắng nhiều rồi, Bách Biến đương nhiên là sẽ thành thật hợp tác. Kỳ thật! Hắn ta biết rõ sự kiêng kỵ và cảnh giác từ trong lời nói của Hắc Hoa bà. Như vậy là tốt, Sơn Mộc đạo nhân nói. Được rồi, nếu người đã đến đông đủ, ba người chúng ta hợp lực mở ra văn bia Bạch Ngọc, có được chìa khóa minh văn ở đây thì không sợ không vào được Tam Cung Lục Viện, cũng có thể đuổi theo tiện nhân Lê Nặc kia để đoạt được quyển gia thú. Sau đó Hắc Hoa bà và Sơn Mộc đạo nhân cũng lấy ra lệnh bài xanh giống nhau như đúc, đây chính là chìa khóa minh văn. Ba người bọn họ đặt chìa khóa lên văn bia Bạch Ngọc, ngay lập tức văn bia truyền tới một lực hút. Được rồi, vẻ mặt Hắc Hoa bà tràn đầy vui vẻ, sau đó nhìn một cao thủ Nguyên Anh phía sau rồi nói, người đi vào dò đường. Gã trung niên nghe thấy Hắc Hoa bà chỉ đích danh tên mình thì run rẩy, rõ ràng gã bị lôi làm bia đỡ đạn, bên trong văn bia Bạch Ngọc có không gian mà Dương Bách Xuyên và Lê Nặc đều đã tiến vào trong đó, nếu bây giờ bọn họ cũng vào thì sẽ rất nguy hiểm. Gã thật sự không muốn đi, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung ác của Hắc Hoa bà, gã lại không dám làm trái, chỉ có thể run rẩy bước vào trong văn bia Bạch Ngọc. Giây tiếp theo, cơ thể người trung niên này chạm lên văn bia, sau một tia sáng lóe lên thì biến mất. Mấy người Hắc Hoa bà trông thấy vậy thì xác định bên trong văn bia thật sự tồn tại không gian, nếu như lúc trước chỉ là suy đoán thì hiện tại đã chắc chắn, bọn họ cũng muốn thử tác dụng của chìa khóa minh văn. Cùng lúc đó, ở bên trong văn bia Bạch Ngọc, Dương Bách Xuyên cũng nghe thấy rõ ràng những gì mà đám người Hắc Hoa bà nói, sau khi nhìn thấy ba người họ lấy ra chìa khóa văn minh, người nào đó họ Dương híp mắt lại, trong lòng hắn lập tức nảy ra một ý nghĩ. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên muốn trực tiếp rời khỏi không gian bia chữ bằng ngọc trắng kia, thế nhưng sau khi hắn nghe được đám người Hắc Hoa bà nói chuyện với nhau thì đổi ý. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên cho là sau khi lấy được tin tức của La Phù đạo quân thì hắn chính là người duy nhất được bật đèn xanh tiến thẳng vào Tam Cung Lục Viện của La Phù, nhưng sau khi hắn nghe Hắc Hoa bà nói ra cái chìa khóa minh văn kia thì mới biết thì ra không chỉ có một mình hắn được bật đèn xanh. Ba cái chìa khóa minh văn trong tay Hắc Hoa bà và Bách Biến Thần Quân cộng thêm Sơn Mộc đạo nhân cũng có tác dụng tiến vào Tam Cung Lục Viện bất kỳ lúc nào. Như vậy thì hắn đã mất đi ưu thế. Mặt khác, thứ Dương Bách Xuyên lấy được là pháp môn mở Tam Cung Lục Viện mà La Phù đạo quân để lại, nhưng rất có thể sau đó môn nhân La Phù đã bổ sung các loại trận pháp cho Tam Cung Lục Viện, chuyện này chưa chắc không thể xảy ra, dù sao thế lực núi La Phù là sau khi La Phù đạo quân rời khỏi mới bị 10 thế lực lớn phá hủy. Mà thế lực núi La Phù cũng không phải thế lực của một mình La Phù đạo quân, có khả năng lúc môn nhân đệ tử La Phù bị kẻ địch tấn công. Vì bảo vệ Tam Cung Lục Viện của La Phù Đạo Cung đã thiết lập các loại trận pháp, về phần phương pháp mở trận pháp chính là chìa khóa minh văn. Thậm chí điện La Phù quan trọng còn ở trong La Phù Đạo Cung, nghe ý của Hắc Hoa bà thì càng cần ba cái chìa khóa minh văn hợp lực mới có thể mở ra. Kể từ đó, Dương Bách Xuyên không dám khẳng định pháp môn mà La Phù Đạo Quân truyền cho hắn có còn tác dụng hay không. Nhưng hiển nhiên ba cái chìa khóa minh văn trên tay ba người Hắc Hoa bà có tác dụng. Vất vả cực khổ mới tới được nơi này, cũng đã nhận lời La Phù đạo quân phải đi vào điện La Phù, đồ mà đạo quân để lại cho thế hệ sau của ông ấy,
nếu vì mấy người Hắc Hoa bà mà xảy ra sự cố thì cũng là Dương Bách Xuyên hắn lỡ mồm. Vì vậy để đảm bảo, Dương Bách Xuyên quyết định chuẩn bị dành thức ăn trước miệng cọp, cướp chìa khóa Minh Văn từ trong tay Hắc Hoa bà, Bách Biến Thần Quân và Sơn Mộc Đạo Nhân. Đương nhiên làm vậy sẽ có nguy hiểm nhất định, hơn nữa còn không ít, ba người Hắc Hoa bà, Bách Biến Thần Quân và Sơn Mộc Đạo Nhân đều là tu vi đỉnh phong Nguyên Anh Trung Kỳ, còn có hơn 10 người Nguyên Anh Trung Kỳ, huống hồ gì còn lại là hơn 10 tên Nguyên Anh Sơ Kỳ, đông người như vậy cộng lại nguy hiểm rất lớn. Có điều không phải Dương Bách Xuyên không có cơ hội. Dương Bách Xuyên ở trong bia chữ bằng ngọc trắng vẫn chiếm ưu thế, dù sao pháp môn mà La Phù Đạo Quân đích thân truyền thụ cho hắn cũng không đơn giản, cái bia chữ kia còn là do tự tay La Phù Đạo Quân luyện chế. Dương Bách Xuyên ở trong bia chữ bằng ngọc trắng cũng có thể sử dụng pháp lực, đây là ưu thế mà những người khác không có, cũng là nguyên nhân hắn dám hạ quyết tâm dành thức ăn trước miệng cọp. Trước lợi ích khổng lồ, Dương Bách Xuyên không hề ngoại lệ, Tam Cung Lục Viện La Phù cộng thêm thiên tài địa bảo trong điện La Phù, hắn cũng không muốn để cho đám người Hắc Hoa bà. Bất kể là vì lời hứa hay lợi ích, tất nhiên Dương Bách Xuyên không muốn xảy ra sự cố, để đám người Hắc Hoa bà chiếm lợi. Lúc Dương Bách Xuyên nhìn thấy ba người Hắc Hoa bà mở không gian bia chữ bằng ngọc trắng ra thì nói với mấy người Lê Nặc Diệp Vô Tâm vừa đi tới cũng đang rất nghi hoặc, Lê Tỷ Tỷ, ta biết các người hoài nghi, nhưng hiện tại không có thời gian để giải thích, đám người Hắc Hoa bà bên ngoài có thể tiến vào bất kỳ lúc nào, ta đưa các ngươi vào Lưu Ly Cung trước, các ngươi chờ ta ở Lưu Ly Cung. Được, lúc này tuy rằng Lê Nặc không biết tại sao Dương Bách Xuyên lại ở không gian bia chữ bằng ngọc trắng, còn có thể cứu tất cả bọn họ. Đưa bọn họ tiến vào Lưu Ly Cung, cũng không biết làm sao Dương Bách Xuyên làm được như vậy, nhưng nghĩ lại thì có lẽ Dương Bách Xuyên đã lấy được một cơ duyên lớn trong tu đạo viện. Bọn họ đều biết Dương Bách Xuyên sẽ không hại mình, Lê Nặc nghe thấy Dương Bách Xuyên nói đám người Hắc Hoa bà đang ở bên ngoài có thể vào đây bất kỳ lúc nào, trong lòng bà cũng hoảng hốt. Lần trước núi La Phù mở ra mấy người bà và Hắc Hoa bà lần lượt lấy được tín vật của La Phù đạo cung, địa đồ bằng gia thú đã bị bà lấy được. Chìa khóa Minh Văn thì bị ba người Hắc Hoa bà lấy được. Những chuyện này Lê Nặc không tiết lộ, mấy chục năm nay bà đều bế quan lâu dài chính là sợ Hắc Hoa bà cướp cuộn gia thú, lần này núi La Phù lại mở bà cố ý tránh đám người Hắc Hoa bà, không ngờ rằng cuối cùng vẫn bị theo dõi. Lê Nặc vốn đã cảm ngộ bia chữ ở Đại Điện Tu Đạo Viện, còn chưa có bao nhiêu tiến triển đã bị Hắc Hoa bà dẫn người xông vào ngắt ngang, há miệng đòi cuộn gia thú, sao Lê Nặc cam lòng đưa cho bọn họ được. Cũng may vào thời khắc cuối cùng Dương Bách Xuyên đã ra tay cứu bọn họ, điều này khiến Lê Nặc càng phát hiện bà tìm Dương Bách Xuyên là tìm đúng người rồi, hắn đúng là ngôi sao may mắn của Lê Nặc bà. Lê Nặc lập tức đồng ý chuyện Dương Bách Xuyên đưa bọn họ vào Lưu Ly Cung, đồng thời không hỏi thêm câu nào, bởi vì bà biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Diệp Ninh rất hài lòng với việc Lê Nặc đồng ý, hắn lập tức bấm pháp quyết. Ngay sau đó, trong không gian bia chữ bằng ngọc trắng cuồn cuộn xương trắng, một cánh cửa xuất hiện trước mắt mọi người. Dương Bách Xuyên mở miệng, Lê Tỷ Tỷ, mọi người đi trước đi, bước vào trong cửa chính là Lưu Ly Cung. Được, tự ngươi cẩn thận một chút, Lê Nặc gật đầu, không dây dưa dài dòng trực tiếp rời khỏi. Diệp Vô Tâm là người đi cuối cùng, bà nhìn thoáng qua Dương Bách Xuyên, lập tức bảo, ngươi, cẩn thận một chút. Ừ, ngươi đi trước đi, ta sẽ tới sau. Dương Bách Xuyên nói xong thì dặn dò yêu vương Tiểu Bạch, chăm sóc bà cho tốt. Đối với Diệp Vô Tâm giờ phút này vì bị chết ba tên hộ vệ mà tâm trạng không tốt nhưng vẫn quan tâm hắn, nói trong lòng Dương Bách Xuyên không cảm động là giả, chỉ có thể ra lệnh cho yêu vương Tiểu Bạch bảo vệ Diệp Vô Tâm thật tốt. Xin chủ nhân yên tâm, nhất định Tiểu Yêu sẽ bảo vệ đại nhân chủ nhân thật tốt. Yêu vương Tiểu Bạch truyền âm vào đầu Dương Bách Xuyên. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy tất cả mọi người đã bước vào cửa thì vung tay lên, cánh cửa trong xương trắng biến mất không còn gì. Giờ phút này, hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ đi tới, trong lòng hắn biết đây là người mà Hắc Hoa bà kêu vào để thăm dò. Dương Bách Xuyên híp mắt, thân hình biến mất ngay tại chỗ, hoàn toàn giấu mình trong sương mù trắng xóa. Giây phút nào đó không gian trong bia chữ bằng ngọc trắng chấn động một trận. Tên trung niên Nguyên Anh Sơ Kỳ kia mặt mày căng thẳng tiến lên. Gã quan sát xung quanh cũng không phát hiện được điều gì, một bóng người cũng không có, huống hồ gì là đám người Dương Bách Xuyên và Lê Nặc. Trong lòng gã lập tức thở ra một hơi, gã quay người chuẩn bị ra ngoài báo cáo với Hắc Hoa bà. Nhưng đúng vào lúc này,
người đàn ông trung niên cảm nhận được một cơn gió dữ xuất hiện sau lưng. Trong lòng gã cảnh giác, theo bản năng tránh né, có điều chung quy không thể sử dụng pháp lực và linh thức nên chỉ cảm thấy sau đầu bị đập vào một cái rồi mất đi ý thức, giây phút cuối cùng trong tầm mắt của gã nhìn thấy một cái vảy cá khổng lồ xuyên qua đầu mình. Có điều dù sao cũng là tu chân giả nguyên anh kỳ, trên người gã lóe sáng một cái, một hình người nhỏ ba tấc bỏ túi được hoảng loạn bỏ trốn từ bên trong, đúng là nguyên anh của người này. Lúc này Dương Bách Xuyên hiện ra từ trong xương trắng, hắn lắc mình một cái đã cầm người nguyên anh này trong tay, vừa rồi hắn đã trốn trong xương trắng dùng vảy rồng đánh lén. Đối với tu chân giả cấp bậc nguyên anh, nếu là tình huống bình thường thì cho dù Dương Bách Xuyên có đánh lén cũng không thể giết chết đối phương trong nháy mắt. Nhưng ở nơi hạn chế pháp lực và linh thức như La Phù Đạo Cung này, hắn có thể dùng pháp lực và linh lực trong không gian bia chữ bằng ngọc trắng cũng tương đương với việc giống như sinh linh bản địa của La Phù Đạo Cung. Vì vậy đánh lén giết chết Nguyên Anh Sơ Kỳ trong nháy mắt cũng là chuyện bình thường, ai kêu tuy rằng đối phương có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ nhưng lại không thể sử dụng pháp lực và linh thức chứ. Đương nhiên đối mặt với tu chân giả Nguyên Anh Trung Kỳ thì Dương Bách Xuyên không nắm chắc. Đặc biệt là đối mặt với cao thủ đỉnh phong Nguyên Anh Trung Kỳ như Hắc Hoa Bà. Cùng là tu chân giả hoặc cùng một cảnh giới, nhưng có vài người trời sinh đã có chút bản lĩnh mà người khác không có. Dương Bách Xuyên không dám đảm bảo đám người Hắc Hoa Bà có đòn sát thủ hay không. Nếu như Hắc Hoa Bà từng tìm đọc ghi chép của La Phù Đạo Cung thì nói không chừng bà ta đã biết ở đây hạn chế pháp lực vân vân, làm sao có thể không chuẩn bị trước được. Dương Bách Xuyên cầm Nguyên Anh của người đàn ông trung niên trong tay, tiểu Nguyên Anh lập tức hoảng sợ kêu to, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Vãn bối bị Hắc Hoa Bà ép buộc, tiến vào thăm dò thực hư, không dám đối địch với tiền bối. Vô dĩ Dương Bách Xuyên định một phát bóp chết Nguyên Anh của người đàn ông trung niên, nhưng nghe thấy gã sợ hãi xin tha thì trong lòng mềm nhũn. Quả thật người đàn ông trung niên chỉ được xem như kẻ chết thay, hoàn toàn là bị Hắc Hoa Bà ép đi vào. Ngẫm lại cũng là một mạng người, nếu như hắn bóp nát Nguyên Anh của người đàn ông trung niên thì gã sẽ hoàn toàn tan biến khỏi trời đất, cả cơ hội đầu thai cũng không có, sẽ triệt để biến mất. Đừng kêu nữa, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Dương Bách Xuyên nói xong thì không cho Nguyên Anh của người đàn ông trung niên thêm cơ hội nói chuyện, hắn khẽ động ý nghĩ trực tiếp ném Nguyên Anh này vào không gian trong bình càn khôn, còn dặn dò chồn nhỏ một tiếng kêu nó đừng ăn Nguyên Anh của người đàn ông trung niên. Lúc trước chồn nhỏ bị cấp niệm của La Phù Đạo Quân cho một chút lợi ích rơi vào ngủ say, Dương Bách Xuyên liền thu chồn nhỏ vào không gian trong bình càn khôn, bây giờ nó đã tỉnh. Bên ngoài bia chữ bằng ngọc trắng, đám người Hắc Hoa Bà cùng đợi người đàn ông trung niên trở ra, thế nhưng qua một lúc lâu mà vẫn không thấy gã bước ra, bọn họ lập tức nhíu mày. Lúc này Sơn Mộc Đạo Nhân nói thẳng, cần gì phải phiền phức như vậy, kêu tất cả mọi người đi vào hết, cho dù xảy ra sự cố cũng có đường xoay sở. Có lý, Hắc Hoa Bà gật đầu, lần này bà ta trực tiếp với đệ tử M Dương Tông của mình, mấy người các người cùng vào đi. Các người cũng vào đi. Sơn Mộc Đạo Nhân cũng ra lệnh cho đệ tử tông môn của mình, dù sao nhiều người đi vào trong một lần, đi thêm mấy lần là được rồi. Ngay sau đó, gần 20 người chia làm hai đợt trước sau tiến vào bia chữ bằng ngọc trắng. Lúc này Hắc Hoa Bà và Bách Biến Thần Quân, Sơn Mộc Đạo Nhân mới theo sát phía sau tiến vào bên trong, không thể không nói ba lão già cũng đủ cẩn thận. Mà giờ phút này Dương Bách Xuyên vẫn trốn trong xương trắng như lúc trước quan sát tình huống của đám người Hắc Hoa Bà. Sau khi hắn thấy ba người Hắc Hoa Bà kêu hơn 20 người tiến vào trong một lượt thì trong lòng chửi đám già chết tiệt đủ gian xảo. Quả thật kêu hắn đối phó với hơn 20 người trong chốc lát là chuyện không thể. Dương Bách Xuyên chỉ có thể yên lặng theo dõi tiến triển của sự việc, chờ sau khi ba người Hắc Hoa Bà đi vào thì tìm cơ hội ra tay. Sau khi ba người Hắc Hoa Bà đi vào không nhìn thấy bóng dáng đám người Lê Nặc và Dương Bách Xuyên, chỉ thấy một không gian trắng xóa. Sơn Mộc Đạo Nhân cau mày nói, xem ra đám người Lê Nặc đã rời khỏi, tiến vào Lưu Ly Cung, chúng ta vẫn nên mau tìm cửa chạy tới đi. Cũng được, có lẽ lối vào Lưu Ly Cung ở trong không gian bia chữ bằng ngọc trắng này, chúng ta dùng chìa khóa minh văn tìm kiếm đi. Bách Biến Thần Quân biến thành một ông lão nói. Ba người lập tức lấy chìa khóa minh văn ra, chìa khóa minh văn tức khắc tỏa ra ánh sáng xanh biếc, ba cái chìa khóa phát ra ba luồng sáng xanh, chiếu vào trong xương trắng. Ngay sau đó trong xương trắng cuồn cuộn xuất hiện một cánh cửa. Dương Bách Xuyên trốn trong xương trắng ở bên cạnh âm thầm lẩm bẩm,
ba cái chìa khóa minh văn trong tay ba lão già này quả nhiên không đơn giản, có tác dụng giống với pháp môn mà La Phù đạo quân truyền thụ. Trong mắt Dương Bách Xuyên, chìa khóa minh văn trong tay ba người Hắc Hoa bà phát ra ánh sáng xanh biếc, không gian bia chữ bằng bạch ngọc phát ra tiếng nổ, chẳng mấy chốc cánh cửa tiến vào Lưu Ly Cung đã hiện ra từ trong ngọc trắng. Lúc này chìa khóa minh văn trong tay Hắc Hoa bà đã ở trong lòng bàn tay, trong đôi mắt Dương Bách Xuyên phát sáng lấp lánh. Hắn vận chuyển chỉ xích thiên nhai công như hóa thành tia chớp lập tức biến mất ngay tại chỗ, xông thẳng về phía ba người Hắc Hoa bà, hắn muốn tốc độ cướp được chìa khóa minh văn trong tay ba người. Mà sau khi Hắc Hoa bà thấy cánh cửa xuất hiện thì mặt mày vui mừng nói, tìm được rồi, tìm được cánh cửa tiến vào Lưu Ly Cung rồi, mọi người mau vào Lưu Ly Cung. Bà ta vừa mới lên tiếng đã cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó chìa khóa minh văn trong tay thoát cái đã biến mất không thấy nữa. Mà Bách Biến Thần Quân và Sơn Mộc Đạo Nhân cũng thế. Ba người chỉ cảm thấy hoa mắt thì chìa khóa minh văn trong tay đã biến mất tăm. Ba người gần như lập tức phát hiện một bóng người như tia sét, nhìn thấy mộ thanh niên mặc áo trắng hóa thành một cái bóng mở nhanh chóng xông vào cửa Lưu Ly Cung. Hắc Hoa bà kịp phản ứng nghiêm nghị kêu to, tiểu tặc ngươi dám. Đứng lại, tặc tử to gan. Bách Biến Thần Quân và Sơn Mộc Đạo Nhân đồng thời gào thét. Ba người đều không ngờ rằng sẽ có người cướp chìa khóa minh văn trong tay mình, vốn dĩ bọn họ định cướp cuộn gia thú của Lê Nặc, cuộn gia thú thì không thấy bóng dáng, ngược lại bị người khác cướp chìa khóa minh văn của mình. Điều này khiến ba người gần như thổ huyết, bọn họ lập tức không để ý tới chuyện có nguy hiểm hay không nữa, đuổi theo tên trộm can đảm xông vào trong cửa Lưu Ly Cung. Dương Bách Xuyên nhảy vọt vào cửa Lưu Ly Cung mà tim đập bình bịch. Hắn không ngờ mình lại có thể đoạt thức ăn trong miệng cọp thuận lợi đến thế. Khi ba lão già còn chưa phản ứng mà đã đoạt được chìa khóa minh văn vào tay mình. Tim hắn đập nhanh hơn do kích động khi đoạt được đồ vào tay, cũng là vì có thể thành công cướp đồ trong tay ba cao thủ. Nếu ở ngoại giới thì có lẽ hắn vẫn dám cướp, nhưng sẽ không thuận lợi đến thế. Có ba cái chìa khóa minh văn này trong tay, cơ duyên Tam Cung Lục Viện và cả Điện La Phù sẽ là của hắn. Đám người Hắc Hoa bà đừng mong hưởng được chút nào. Đương nhiên. Hắn cũng biết ba người Hắc Hoa bà sẽ không từ bỏ ý đồ của mình. Nhưng nếu họ dám làm như vậy, Dương Bách Xuyên cũng đã chuẩn bị cho một hồi chém giết luôn rồi. Tuy hắn không có tu vi nguyên anh, nhưng ở chỗ này thì lại chiếm ưu thế. Sau khi vọt vào cửa, trước mắt Dương Bách Xuyên lập tức hiện ra một thế giới sáng lạn bảy màu, đồng thời đó là một không gian rất lớn. Nhìn lên trần của toàn bộ không gian thì vẫn là dáng vẻ của đại điện như cũ, nhưng nó lại có màu lưu ly. Ngoài ra, trong đại điện còn có đầy lưu ly đúc thành bình phong đang đứng thẳng thành từng hàng. Trong mắt Dương Bách Xuyên, đó chính là một bố cục bát quái, giờ phút này, Lưu Ly Cung chính là một cái mê cung. Bố cục lưu ly bảy màu lóa mắt sáng lên khắp nơi, cả một đại điện như vậy khiến người ta hoàn toàn không phân rõ nổi phương hướng. Ánh sáng tỏa ra màu lung linh lấp lánh, hiện ra ảnh ngược của bản thân, bốn phương tám hướng đều có bóng dáng của chính hắn. Sau khi nhìn một lượt, Dương Bách Xuyên biết nơi này không có lưu ly chân chính mà có thể là trận pháp nào đó hình thành ra. Hắn đánh một chiêu pháp môn của Lưu Ly Cung, lập tức trong đầu hắn hiện ra toàn bộ bố cục của điện lưu ly. Tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên là hắn lại không phát hiện ra bọn Lê Nặc và Diệp Vô Tâm đâu cả. Cũng may trong đầu hắn đang nắm giữ pháp môn mà La Phù Đạo Quân truyền lại, Tam Cung Lục Viện không có nơi nào giống nhau, nhưng với hắn mà nói thì không có trở ngại gì cả. Pháp môn có thể biết được tình hình bên trong thế nào. Hắn cẩn thận cảm nhận một chút đã biết vị trí của đám người Lê Nặc và Diệp Vô Tâm. Thì ra sau khi từng người bọn họ tiến vào bình phong của điện Lưu Ly, bình phong của đại điện bắt đầu xếp theo vòng và tổng cộng hình thành 8 vòng, 64 bình phong. Trong cảm nhận của hắn, đám người Lê Nặc phân ra ở bên trong bình phong Lưu Ly. Nhưng vào lúc này, Dương Bách Xuyên cảm thấy đám người Hắc Hoa bà xuất hiện. Hắn lao người né ở một chỗ sau bình phong, tuy hình ảnh phản chiếu ở toàn bộ đại điện lưu ly nhưng muốn tìm được người thật thì lại vô cùng khó. Khi ba người Hắc Hoa bà lục tục xông vào đại điện lưu ly, sắc mặt cả ba đều xanh mét. Thằng nhãi, ra đây, giọng nói khàn khàn của Hắc Hoa bà vang vọng khắp toàn bộ đại điện. Họ vừa tiến vào đã trông thấy ảnh ngược của Dương Bách Xuyên nhưng lại không tìm thấy vị trí thật sự của hắn. Bà ta đường đường là cao thủ nguyên anh trung kỳ. Là người có thanh danh hiển hách khắp toàn bộ châu Nam Sơn. Khi bị một thằng nhãi thế hệ sau cướp đi chìa khóa minh văn, có thể đoán được lòng bà ta tức giận đến thế nào.
Đương nhiên đây cũng là do trong không gian bên trong bia chữ bằng ngọc trắng, pháp lực bị hạn chế. Tuy nhiên, dù sao bà ta cũng là cao thủ nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, dựa theo phân cấp thực lực bên ngoài của Sơn Hải giới, những người có tu vi nguyên anh hậu kỳ đều là kẻ mạnh, là Long Phượng Sừng Lân, tu vi nguyên anh trung kỳ đỉnh phong đã được xem như là cao thủ khá mạnh rồi, đã có lúc nào bị mất thể diện như vậy đâu. Mặt già của bà ta quả thực nóng rát. Cả Bách Biến Thần Quân và Sơn Mộc Đạo Nhân cũng cảm thấy vậy. Ba cao thủ lại bị một người vai dưới như Dương Bách Xuyên tát cho một cú vang dội. Điều quan trọng hơn là hắn đã cướp đi chìa khóa Minh Văn, ưu thế ở đạo cung La Phù của bọn họ đã hoàn toàn mất đi. Họ đã chờ đợi và chuẩn bị hơn trăm năm rồi, vất vả lắm mới đợi được đến khi núi La Phù mở ra lần nữa, đã thế còn tìm được đường vào đạo cung La Phù. Bọn họ vốn định nhờ vào ưu thế có chìa khóa Minh Văn để đạt được Tam Cung Lục Viện và truyền thừa của đạo cung La Phù, thu hoạch một mớ lời to, thế nên bây giờ mới trợn tròn mắt lên. Họ hận không thể bằm thây nghiền xương Dương Bách Xuyên thành cho một vạn lần. Sau khi nhìn thấy ảnh ngược của Dương Bách Xuyên, ba người Hắc Hoa bà chửi mắng và tìm khắp nơi xem chỗ Dương Bách Xuyên trốn là ở đâu. Nhưng chỗ nào trong cung điện Lưu Ly cũng giống nhau như đúc, dưới hoàn cảnh hạn chế pháp thuật của chỗ này, đúng là không dễ để tìm ra Dương Bách Xuyên. Nghe thấy tiếng mắng của Hắc Hoa bà, thông qua ảnh ngược phản chiếu trong cung điện Lưu Ly, Dương Bách Xuyên nhìn ba người già tức đến sắp hộc máu mà sảng khoái vô cùng. Hắn cười ha ha đáp, ba kẻ già đầu chết tiệt, ông đây ở đây này, có giỏi thì cứ việc tới, muốn báo thù hả? Tới đi, xem ai bằm thây vạn đoạn ai. À, thằng nhãi, có giỏi thì ra đây, lão phù bắt được ngươi thì chắc chắn sẽ lột da rút gân ngươi. Sơn Mộc Đạo Nhân giận dữ hét to. Thằng nhãi không biết xấu hổ kia, mau giao chìa khóa Minh Văn ra đây. Bổn quân sẽ không tính toán với ngươi, thậm chí còn có thể cho ngươi một con đường xuống. Nhưng nếu cứ cố chấp cứng đầu thì dù cung Lưu Ly có lớn bổn quân cũng sẽ chém chết ngươi. Bách Biến Thần Quân lớn tiếng. Dương Bách Xuyên nghe xong vẫn cười ha ha như cũ, ha ha ha. Ba kẻ già đầu đáng chết này, quả nhiên người sau còn ngu hơn người trước, thật sự cho rằng ông đây sợ các ngươi sao? Ai giết ai còn chưa chắc đâu, ở chỗ này ta vẫn có thể đùa chết các ngươi như cũ. So với sự phẫn nộ của ba người Sơn Mộc Đạo Nhân, Bách Biến Thần Quân và Hắc Hoa bà, tiếng cười to tràn ngập sự mỉa mai của Dương Bách Xuyên càng khiến ba người tức hộc máu hơn. A, tức chết lão phu rồi, ta Mạc Phong xin thề sẽ giết chết thằng nhãi nhà ngươi. Sơn Mộc Đạo Nhân tức muốn hộc máu, đến cả tên thật cũng lôi ra. Dương Bách Xuyên nghe mà sửng sốt, hắn còn tưởng rằng kẻ già đầu đáng chết này là một người không có tên, ai ngờ là vẫn có. Hắn di chuyển ở phía sau bình phong trong đại điện chơi trốn tìm với ba kẻ già đầu này chính là muốn chọc giận ba người để tìm cơ hội giết chết từng người bọn họ. Hiện tại xem ra hiệu quả không tồi, ít nhất Sơn Mộc Đạo Nhân đã bị chọc giận và nói ra tên thật của mình Mạc Phong. Ha ha, Mạc Phong à, thì ra kẻ già đầu ngươi tên là Mạc Phong, được thôi, đến đây, cháu trai Mạc Phong có giỏi thì đến cắn ta đi. Ông đây sẽ chơ, lột da rút gân thì đã là gì? Ông đây sẽ hỏi thăm tổ tiên nhà các ngươi, xem ai lột da rút gân ai, ha ha. Còn cả thần quân đồ bỏ đi này nữa, cũng báo tên đi chứ giả vờ nguy hiểm làm gì, đến con trồn còn chẳng được nữa mà còn đòi làm sói. Lại còn thần quân, đừng làm bẩn cái từ thần quân này, ta nhổ vào. Dương Bách Xuyên bắt được liền mắng, hắn vừa mắng vừa xuyên qua các bình phong trong đại điện để tìm kiếm cơ hội ra tay. Dù sao khi hắn cướp được chìa khóa Minh Văn trong tay ba người này đã xác định là không chết không ngừng rồi, cần gì phải nể mặt bọn họ nữa. Nếu đã là kẻ địch thì cứ đánh đến chết, giết sạch kẻ thù rồi thì chẳng phải sẽ không còn ai nữa sao. Khi mắng Sơn Mộc Đạo Nhân vốn có tên Mạc Phong, hắn không quên lôi cả Bách Biến Thần Quân vào luôn. Trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên, Bách Biến Thần Quân thông hiểu thuật biến hóa là người khó nhằn nhất trong ba người. Hắn mắng cũng là để thử xem. Hừ, thằng nhãi, bổn quân tên là Giản Tĩnh Tĩnh, nếu có giỏi thì cứ đi ra đánh một trận xem nào. Giờ phút này, Bách Biến Thần Quân có vẻ cũng đã thật sự bị Dương Bách Xuyên chọc giận mà nói ra tên của mình. Hơn nữa, khi nói chuyện, giọng bà ta cũng đã thay đổi, từ già nua khàn khàn thành the thé, cứ như tiếng của thái giám vậy. Thông qua hình ảnh phản chiếu của Lưu Ly, Dương Bách Xuyên trông thấy Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh giơ tay xé một gương mặt người trên mặt xuống. Biến thành gương mặt của nữ. Đó là một khuôn mặt xấu vô cùng, nửa xanh nửa tím đúng như kiểu mặt âm dương,
thậm chí còn đáng sợ hơn cả khuôn mặt khi bị trúng độc của độc cô vô tình, rõ ràng bà ta không phải đàn ông. Chẳng lẽ gương mặt này mới là khuôn mặt thật sự của kẻ già đầu này sao? Không ngờ cũng là họ Giản, giống họ của Giản Hóa Phàm, họ Giản chẳng có mống nào tốt đẹp cả. Ngây người xong, Dương Bách Xuyên cười hề hề, thì ra ngươi là một yêu quái M Dương không âm không dương nửa nam nửa nữ à? Để như vậy đáng sợ lắm đó, có đảm đương nổi cái danh thần quân không? Lại còn là họ Giản nữa chứ? Sao ngươi không nói họ Tiện, tên là Tiện Nhân luôn đi? Lại còn Tính Tính nữa chứ? Đừng sỉ nhục cái tên Tính Tính thần thánh này, mẹ nó, ngươi tên là Tiện Nhân là hợp nhất. Nếu bàn đến chuyện mắng chửi người, người họ Dương nào đó đúng là chưa từng sợ ai, chẳng qua chỉ là có mắng hay không thôi. Hôm nay hắn rất bực, cũng để ba kẻ khốn nạn này biết tính tình của hắn, quan trọng hơn là chọc giận để giết họ luôn thể. Ngoại trừ Hắc Hoa bà bà, Sơn Mộc Đạo Quân Mạc Phong và Bách Biến Thần Quân Giản Tính Tính đều bị Dương Bách Xuyên hỏi thăm tổ tông, hai người lập tức hộc máu. Phụt, a, thằng nhãi ra đây, lão phu sẽ giết ngươi. Sơn Mộc Đạo Nhân Mạc Phong hộc máu tại chỗ và giận dữ nói. Bà đây không chết không ngừng với ngươi. Lúc này, giọng của Bách Biến Thần Quân Giản Tính Tính đã biến thành giọng thái giám hẳn nên rất the thé khó nghe. Nghe nhiều hơn một chữ đã thấy chói tai, bà ta không biến hóa dung mạo nữa, chắc là dùng gương mặt thật. Hai kẻ khốn nạn đều đã nổi trận lôi đình. Lúc này, Hắc Hoa bà đã im lặng từ lâu đột nhiên lên tiếng, hai vị đạo hữu chớ có mắc mưu, thằng nhãi Dương Bách Xuyên cố ý chọc giận chúng ta đó. Trong tay hắn có chìa khóa minh văn, lúc nào cũng có thể mượn ưu thế của Lưu Ly Cung bằng chìa khóa minh văn để đánh bại từng người trong chúng ta. Đấu võ mồm với hắn không bằng tìm ra hắn rồi giết. Ta biết hai vị đạo hữu đều có thủ đoạn phòng thân, ba người chúng ta liên thủ không phải sẽ có thể tìm ra hắn hay sao? Dương Bách Xuyên nghe Hắc Hoa bà nói mà hơi hốt hoảng, hắn thầm nghĩ, bà già này khó đối phó đây. Hắn tránh ở phía sau bình phong quan sát hành động của ba người thông qua hình ảnh phản chiếu của Lưu Ly. Sau khi Hắc Hoa bà nói xong, chỉ thấy Bách Biến Thần Quân Giản Tính Tính và Sơn Mộc Đạo Nhân Mạc Phong gật đầu, sau đó có ánh sáng lập lòe lóe lên trong tay từng người. Dương Bách Xuyên nhìn thấy vậy thì đồng tử co rụt lại, sau khi thấy rõ vật trong tay hai người, hắn ngồi xuống với đầy ý muốn giết người, đáng chết, hai kẻ khốn nạn này đều đáng chết, thế mà lại dùng pháp khí trái với thiên đạo, nếu không giết chết bọn họ thì thiên lý khó mà chấp nhận nổi. Dương Bách Xuyên thấy thứ xuất hiện trong tay Sơn Mộc Đạo Nhân chính là một cái đầu lâu rất nhỏ. Từ trong truyền thừa của sư phụ, Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy loại pháp khí này rồi, nó có tên là huyết sát đồng anh lô. Được luyện chế từ đầu của trẻ con 3 tuổi. Hàng năm cần phải dùng máu tươi của hàng trăm đứa trẻ sơ sinh để hiến tế và luyện chế, 30 năm mới có chút thành tựu, 60 năm mới hoàn toàn thành công. Nó tập trung sát khí và oán khí bẩm sinh, tất cả ngưng tụ hết ở bên trong. Sau 30 năm mới được chút thành tựu, hình thành huyết sát đồng anh có thể phi thiên độn địa, phá giải hàng trăm loại pháp thuật. Mà sau 60 năm hoàn toàn thành công, thì nó còn có thể sánh ngang với thần ma, phá giải hàng nghìn loại pháp thuật. Tuy rằng có chút cường điệu nhưng chuyện nó có thể bỏ qua một ít quy tắc thiên địa thì lại là thật. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, huyết sát đồng anh lô vừa xuất hiện trong tay Sơn Mộc Đạo Nhân Mạc Phong thì chợt có một luồng sát khí nồng đậm nặng nề sinh ra, huyết quang chiếu rọi toàn bộ cung điện Lưu Ly, đây là dấu hiệu của việc đã hoàn toàn thành công. Dương Bách Xuyên vừa hít sâu một hơi, trong lòng vừa ngập tràn giận dữ. Lão già khốn kiếp này điên cuồng thực sự, cho dù chết một vạn lần cũng không đủ. 60 năm mới hoàn toàn thành công, vậy thì mỗi năm sẽ phải huyết tế 100 đứa trẻ mới 3 tuổi, vậy 60 năm sẽ là 6.000 đứa trẻ sơ sinh bị lão già khùng điên này giết hại. Một kẻ vô nhân tính như vậy, quả thực heo chó không bằng, nếu trời không phạt lão thì hắn sẽ xử lý. Ma đầu là cái gì? Dương Bách Xuyên cho rằng Sơn Mộc Đạo Nhân Mạc Phong chính là ma đầu. Chỉ đang khoác lên mình một bộ da người nên mới được gọi là con người mà thôi. Còn về phần Bách Biến Thần Quân Giản Tính Tính, hiện tại người này có thể xác định là một kẻ nhân yêu âm dương quái thai, bà ta lấy một lá cờ từ trong tay ra, nói chính xác thì nó được gọi là cờ chiêu hồn. Đây là một loại pháp khí mà người trong ma đạo thuộc tu chân giới thường dùng, chuyên dùng để giết người rồi thu thập linh hồn của người thường để hiến tế và luyện chế thành oan hồn lệ quỷ, nuôi dưỡng thiên địa quỷ đạo. Hễ là linh hồn đã nó bị hấp thu vào rồi thì sẽ mãi mãi không được siêu sinh và phải chịu sự ràng buộc từ cờ chiêu hồn. Cờ chiêu hồn hấp thu càng nhiều linh hồn, uy lực sẽ càng lớn,
nó cũng là một món ma khí tàn nhẫn độc ác. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên thì hai gã này đều đáng chết, chỉ bằng mấy món ma khí tàn nhẫn độc ác trong tay bọn họ cũng đủ để chết một vạn lần rồi. Bất kể là huyết sát đồng anh lô hay là cờ chiêu hồn, hơi thở của chúng đều cực kỳ mạnh mẽ, đều đại diện cho máu tanh ngút trời. Đến nỗi Hắc Hoa bà thì lại lấy một cái hồ lô màu đen từ trong tay ra, hơi thở âm trầm tỏa ra, hiển nhiên bên trong cũng không phải thứ gì tốt. Giờ phút này ở trong mắt Dương Bách Xuyên thì ba kẻ già đầu chết tiệt đó cứ kẻ này tồi tệ hơn kẻ trước, rõ ràng chính là ma đạo. Nhưng đồng thời mấy thứ mà ba tên đó lấy ra cũng khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi, trong lòng thầm cảm thấy bất an, cũng không biết mấy thứ pháp khí mà ba người bọn họ lấy ra sau này sẽ có ảnh hưởng gì nữa. Ba kẻ già đầu chết tiệt kia bắt đầu nghĩ cách phản kích, mặc dù Dương Bách Xuyên còn đang kinh hãi trong lòng nhưng hắn cũng không rảnh rỗi. Hắn bắt đầu hồi tưởng về thông tin mà La Phù Đạo Quân đã truyền thụ trong đầu mình, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bức bình phong trong điện lưu ly mặc dù có bề ngoài khác nhưng bên trong lại có hiệu quả tuyệt diệu tựa như bia chữ bằng ngọc trắng vậy. Bên trong nó cũng có không gian, hơn nữa hắn có thể cảm nhận rõ ràng được là giữa các tấm bình phong đều có mối liên hệ với nhau. Trên thực tế, nếu nhìn từ bên ngoài thì 8864 bức bình phong khổng lồ trong cung điện lưu ly đều tồn tại độc lập. Trên thực tế các không gian bên trong bình phong đều có mối liên hệ với nhau, cũng có nghĩa là có thể đi xuyên qua các bức bình phong. Mà giờ phút này đám người Lê Nặc và Diệp Vô Tâm đang phân tán trong không gian của bình phong. Dương Bách Xuyên biết rằng lợi thế của mình chính là một khi hắn bước vào không gian bên trong thì hắn có thể sử dụng sức mạnh của không gian bình phong giống như trong không gian của bia chữ bằng ngọc trắng. Nói cách khác, hắn có thể sử dụng pháp lực mà không bị không gian áp chế. Nhược điểm là hắn phát hiện ra rằng không chỉ có hắn và đám người Lê Nặc có thể tiến vào các bình phong mà đám Hắc Hoa bà và hai lão già chết tiệt kia cũng không bị hạn chế, bọn họ có thể tiến vào bình phong. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ miên man trong lòng, đám Hắc Hoa bà ở phía bên kia đã bắt đầu ra tay. Thông qua hình ảnh phản chiếu trên đại điện lưu ly, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Sơn Mộc đạo nhân Mạc Phong giơ huyết sát đồng anh lô lên cao bằng một tay. Ngay sau đó phun một ngụm máu lên huyết sát đồng anh lô. Ngay tức thì, hộp sọ trẻ con nho nhỏ bắt đầu nhuốm máu. Xương máu bừng bừng hay còn gọi là huyết sát khí bay vút lên cao, lập tức tỏa ra xung quanh. Oa! Một tiếng kêu khiến lòng người giật mình bực bội phát ra từ huyết sát khí. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy một đứa trẻ con 3 tuổi mặc áo giáp đỏ như máu, tay cầm một thanh kiếm ngắn bước ra từ huyết sát khí. Vù vù! Sau khi đứa trẻ này xuất hiện, toàn bộ đại điện lưu ly bất chợt nổi gió vù vù. Sát khí và oán khí lập tức ngập tràn khắp đại điện. Dương Bách Xuyên biết đứa trẻ con mặc áo giáo này chính là do pháp khí huyết sát đồng anh lô trong tay Sơn Mộc đạo nhân biến thành. Trong truyền thừa của sư phụ có ghi lại rằng sau khi huyết sát đồng anh lô được luyện chế thành công thì nó có thể biến thành người. Đương nhiên là do huyết sát khí tích lũy bên trong bộ xương khô đã ngưng tụ thành hình, giống như yêu mà không phải yêu. Giống như ma nhưng cũng chẳng phải ma. Sơn Mộc đạo nhân chiếm đóng một phương, nói với huyết sát đồng anh, con của ta, mau đi tìm tên tiểu tặc Dương Bách Xuyên kia rồi cắn nuốt hắn đi. Sơn Mộc đạo nhân vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy bên trong hai tròng mắt của huyết sát đồng anh lóe lên tia sáng, trông cứ như là hai cái đèn lồng đỏ thẫm vậy, trong miệng nó phát ra một tiếng oa oa thật dài rồi sau đó hóa thành một luồng huyết sát khí bắt đầu xuyên qua các bình phong. Mà Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh cũng không rảnh rỗi, bà ta múa may cờ chiêu hồn trong tay, ma khí đen nhánh cuồn cuộn không ngừng tỏa ra từ cờ chiêu hồn. Ngay sau đó một đám lệ hồn tràn ngập hơi thở âm trầm vọt vào trong cờ chiêu hồn, nhiệt độ trong điện lưu ly bắt đầu giảm mạnh, giống như động băng vậy. Đi tìm tên tiểu bối Dương Bách Xuyên kia rồi xé hắn thành mảnh nhỏ cho bổn quân. Vẻ mặt của Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh cực kỳ âm ngoan. Bà ta hoàn toàn bị chọc giận bởi mấy lời mắng mỏ trước đó của Dương Bách Xuyên, sau khi trăm ngàn ly hồn thoát ra khỏi cờ chiêu hồn trong tay, đều răm rắp đi tìm Dương Bách Xuyên để xé nát hắn ngay tại chỗ. Ô ô ô! Từng tiếng gầm rú quỷ khóc sói gào truyền ra tứ phía, nơi Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh đang đứng biến thành một vùng ma vụ hắc khí bừng bừng, nháy mắt bao phủ cả một khu bình phong rộng lớn. Còn về phần Hắc Hoa bà ta tiện tay mở hồ lô trong tay ra. Rồi sau đó một làn sương mù dày đặc đỏ sẫm tỏa ra, giống như là một làn khói đặc màu đỏ vậy. Lúc này, ba kẻ già đầu chết tiệt đó mỗi người dùng thủ đoạn của mình bắt đầu bao trùm toàn bộ bình phong trong điện lưu ly,
mà mấy người khác thì lại đứng thành vòng tròn bao quanh ba lão chết tiệt kia ở giữa, chờ đợi tín hiệu từ ba người kia để chuẩn bị hành động bất cứ khi nào cần. Mấy người bọn họ cũng không dám dễ dàng tới gần vòng tròn tạo nên từ hơi thở của ba người Hắc Hoa bà. Hiển nhiên là thủ đoạn mà ba người Hắc Hoa bà bày ra đều không phải là vật thường, càng không phải là thứ mà bọn họ có thể ngăn cản nên chỉ có thể chờ đợi thôi. Lúc này Dương Bách Xuyên trốn ở một bên điện lưu ly nhìn thấy ba lão già chết tiệt đó bày ra thủ đoạn xông về phía mình, trong lòng kinh hãi. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy mình có thể chống đỡ đôi phần, nhưng mà sau khi cảm nhận thử thì bất kể là huyết sát đồng anh của Sơn Mộc Đạo Nhân Mạc Phong hay là vô số quỷ hồn của Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh, chúng đều là lực lượng chí âm chí sát, không chống lại được. Cho nên hắn bắt đầu tập trung vào Hắc Hoa bà, lập tức xuyên qua bức bình phong cách Hắc Hoa bà gần nhất, nhưng hắn không ngờ rằng thủ đoạn của lão yêu bà Hắc Hoa bà này còn đáng sợ hơn cả hai tên già khốn kiếp phía trước. Sương mù màu đỏ tỏa ra từ bình hồ lô nho nhỏ, Dương Bách Xuyên cách xa mà vẫn ngửi thấy mùi thơm nồng nặc, trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn cũng biết được là bên trong hồ lô của Hắc Hoa bà chứa khí độc. Vẫn chưa dính vào người mà hắn đã ngửi thấy mùi hương rồi, ngay sau đó hắn bắt đầu choáng váng, toàn thân mềm nhũn, mí mắt nặng nề chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Cũng may hắn được sư phụ Vân Thiên Tà trong đầu nhắc nhở một câu. Thằng nhóc thối, đây là yêu hồn mê vụ. Đừng nói con là kim đan nho nhỏ mà kể cả là yêu thú cường đại tứ chuyển thì chỉ cần dính vào là đều sẽ bị mê đảo ngay lập tức. Con mau nín thở rồi trốn vào không gian bình phong đi, con chiếm ưu thế khi ở bên trong không gian bình phong, chống chọi với bọn chúng ở điện lưu ly rõ là tự tìm chết, thể hiện gì mà thể hiện hả? Nghe thấy sư phụ mắng, Dương Bách Xuyên cũng lập tức tỉnh táo lại ba phần. Không kịp nhiều lời với sư phụ, hắn duỗi tay chạm vào bình phong trước người rồi thầm suy nghĩ một chút. Thân thể tức khắc biến mất tiến vào không gian bình phong. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên chìm vào một thế giới bằng ngọc lưu ly bảy màu nhìn như không có giới hạn, bốn phương tám hướng trên dưới đều giống như những tấm gương, không khác biệt chút nào. Nơi này chính là không gian bình phong, nhìn như vô biên vô hạn, không có điểm kết thúc, nhưng lại có cảm giác không gian cực kỳ nhỏ hẹp, một không gian lưu ly vô cùng kỳ quặc. Nhưng Dương Bách Xuyên biết rằng mỗi một không gian bình phong đều có một lối đi có thể dẫn đến không gian bình phong tiếp theo. Tiến vào không gian bình phong thì dễ nhưng muốn tìm đường ra ngoài mới là khó. Ít nhiều gì thì cũng sẽ tìm được lối đi dẫn tới bức bình phong tiếp theo, nhưng nếu không tìm thấy trung tâm của toàn bộ bình phong cũng chính là cánh cổng dẫn xuống cung điện pháp bảo bên dưới, thì đừng có nghĩ đến chuyện đi ra ngoài. Nhưng hiện tại trong tay Dương Bách Xuyên có ba chiếc chìa khóa minh văn mà hắn đã cướp được nên không lo mình sẽ không tìm thấy cánh cổng dẫn tới pháp bảo cung. Chỉ là hắn cũng không biết trong 8864 bức bình phong nào mới là điểm trung tâm, là cánh cổng dẫn tới pháp bảo cung. Nơi này là Lưu Ly Cung, Dương Bách Xuyên vẫn chưa biết có thứ gì tồn tại trong Lưu Ly Cung không. Ở Tu Đạo Cung có bia chữ bằng ngọc trắng. Quan sát mấy chữ trên đó có thể lĩnh ngộ kinh nghiệm tu luyện mà 3000 cường giả La Phù đã để lại, lẽ ra Lưu Ly Cung cũng phải có mới đúng. Nhưng mà ở Tu Đạo Cung có cổ hồn của Lão Tướng Quân, nhưng từ sau khi cổ hồn lão giả giải thích cách sử dụng của mấy bia chữ bằng ngọc trắng trong Tu Đạo Cung xong thì không còn xuất hiện nữa, cho nên ngay cả Dương Bách Xuyên cũng không biết có thứ gì tồn tại bên trong Lưu Ly Cung. Là thiên tài địa bảo chăng? Hay là cùng loại với văn tự khác trên ngọc trắng có thể tu luyện cảm ngộ trong Tu Đạo Cung. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang lầm bầm lầu bầu suy nghĩ về thứ tồn tại bên trong không gian bình phong của Lưu Ly Cung, chợt có một giọng nói khàn khàn già nua vang lên sau lưng hắn, suýt chút nữa hù hắn sợ chết khiếp. Thiếu chủ nhân, 8864 hình ảnh miêu tả kỹ thuật đánh đấm trong Lưu Ly Cung chính là 64 ấn ký do 64 đệ tử xuất khiếu kỳ của La Phù Đạo Cung đã để lại. Mang theo chấp niệm của 64 người đó khi còn sống. Mỗi một bức bình phong đều tồn tại ấn ký của một người, thông thường thì chỉ sau khi đánh bại ấn ký mà tu sĩ xuất khiếu kỳ đã để lại trong bình phong thì mới có thể tiến vào bức bình phong tiếp theo, đánh bại toàn bộ ấn ký chấp niệm của các tu sĩ, cánh cổng dẫn tới cung pháp bảo cung mới có thể xuất hiện. Ban đầu thì Dương Bách Xuyên bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng trong nháy mắt hắn lại thấy được cổ hồn lão giả xuất hiện trong Tu Đạo Cung. Nhưng ông ấy chỉ lặng lẽ xuất hiện rồi tự gọi mình là thiếu chủ nhân, hơn nữa còn giải thích về các quy tắc của không gian bình phong, điều này khiến Dương Bách Xuyên rất ngạc nhiên. Chậm rãi tiêu hóa lời nói của lão giả, thấy ông ấy cũng không có ác ý gì với mình, hắn hít sâu một hơi hỏi, không có nhiều thời gian, ta có hai câu hỏi muốn ngươi trả lời ta.
Thứ nhất, tại sao ngươi lại gọi ta là thiếu chủ nhân? Thứ hai, ngươi nói là trong tình huống bình thường, chỉ sau khi đánh bại ấn ký chấp niệm của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ mới có thể xuất hiện cánh cổng dẫn tới pháp bảo cung, như vậy cũng có nghĩa là sẽ có tình huống bất thường à? Nói cho ta biết đó là tình huống như thế nào? Với cả ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Dương Bách Xuyên cực kỳ thắc mắc về cổ hồn lão giả này. Thiếu chủ nhân, câu hỏi của ngài vượt quá hai câu rồi, nhưng mà lão hủ vẫn có thể trả lời. Lời nói của cổ hồn lão giả khiến cho Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt, nhưng hắn không cắt ngang ông ấy, chờ ông ấy nói tiếp. Nhưng câu đầu tiên mà lão giả nói ra lại khiến cho Dương Bách Xuyên sởn cả tóc gáy. Chỉ nghe cổ hồn lão giả nói, hồi bẩm thiếu chủ nhân, ngài có thể kêu lão hủ là lão quỷ, bởi vì lão hủ chính là một lão quỷ. Quả nhiên là vậy. Dương Bách Xuyên thổn thức, sư phụ nói lão giả là quỷ hồn chấp niệm, bây giờ nghe ông ta nói ra, Dương Bách Xuyên bắt đầu căng thẳng. Rốt cuộc hắn là người Hoa Hạ lớn lên ở địa cầu, đối với quỷ hồn, trong lòng sẽ có chút căng chặt, tất nhiên đây chỉ là tâm thái, bây giờ hắn là một người tu chân hàng thật giá thật, sẽ không thực sự sợ hãi. Lúc này nghe lão quỷ hồn tiếp tục nói, lão hủ gọi ngài là thiếu chủ nhân, bởi vì thiếu chủ nhân đạt được sự tán thành của lão tổ đạo quân La Phù. Trên thực tế lúc sinh thời lão hủ là đại trưởng lão của đạo cung La Phù, từ sau khi tổ sư ra đi về trời, ngay lúc đó núi La Phù đã bị 10 thế lực lớn liên hợp tấn công, lão hủ hóa thân trở thành sơn linh của núi La Phù. Toàn bộ núi La Phù bao gồm tam cung lục viện đều nằm trong sự khống chế của lão hủ, ngoại trừ điện La Phù đã bị chính tổ sư ra lập cấm chế. Nói thẳng ra, núi La Phù là một phúc địa pháp bảo mà tổ sư ra đạo quân La Phù đạt được, linh khí trong pháp bảo đã bị tiêu vong từ lâu. Năm đó núi La Phù bị người tấn công, lão hủ làm đại trưởng lão của La Phù, để giữ được truyền thừa La Phù nên đã hóa thành sơn linh núi La Phù, thay thế vị trí khí linh núi La Phù. Cung Lưu Ly có quy tắc của Cung Lưu Ly, không thể có được Cung Lưu Ly bởi vì nó là một bộ phận của pháp bảo núi La Phù, là quy tắc của pháp bảo, chỉ có sở hữu nó mới có thể đánh bại được ấn ký quy tắc chấp niệm của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ. Nhưng thiếu chủ nhân không bị điều này hạn chế. Thiếu chủ nhân đạt được sự tán thành của tổ sư gia đạo quân La Phù, cũng cùng cấp với chủ nhân của pháp bảo núi La Phù, nên không cần phải đánh bại 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ, hoàn toàn có thể trực tiếp đi vào cung pháp bảo. Lão hủ có thể dẫn thiếu chủ nhân đi vào cung pháp bảo bất cứ lúc nào. Dương Bách Xuyên nghe lão quỷ nói xong, trong lòng vô cùng vui mừng, quá ngạc nhiên, lúc trước đạt được truyền thừa của đạo quân La Phù ở trong văn bia Bạch Ngọc. Chấp niệm của đạo quân La Phù từng nói sẽ đưa cho chính mình một cơ duyên lớn. Ban đầu còn cho rằng là một thứ gì đó của điện La Phù, bây giờ xem ra cơ duyên lớn chân chính là một pháp bảo núi La Phù. Nghĩ lại những gì lão quỷ nói, Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi, có phải hay không ta có thể hiểu rằng, về sau ngươi phải nghe theo ta? Hoặc nói cách khác từ giờ trở đi ta chính là chủ nhân của ngươi, cũng là chủ nhân của toàn bộ pháp bảo núi La Phù này. Ta có thể sai ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ha ha, bẩm thiếu chủ nhân, nghiêm khắc mà nói thì hiện tại ngài cũng coi như nửa chủ nhân của lão hủ, hoặc nói cách khác của núi La Phù. Thiếu chủ nhân muốn thực sự trở thành chủ nhân chân chính của pháp khí núi La Phù, cần thiết đến điện La Phù lấy máu nhận chủ với khí hồn mới được. Bây giờ thiếu chủ nhân gần có được sự tán thành của tổ sư gia, lão hủ cũng theo quy củ được tổ sư gia thiết lập, có thể cho ngươi sử dụng một phần đặc quyền trong tam cung lục viện. Lão quỷ cười ha ha, nói. Dương Bách Xuyên nghe vậy, trợn trắng mắt, làm nửa ngày mới được coi như nửa chủ nhân, muốn trở thành chủ nhân chân chính của sơn linh núi La Phù này, hoặc nói cách khác muốn sử dụng ông ta, chắc chắn phải đi vào điện La Phù. Tạm thời Dương Bách Xuyên không nghĩ quá nhiều, vấn đề mấu chốt trước mắt là hắn muốn biết cung Lưu Ly có chỗ tốt gì. Sau đó hỏi lão quỷ, ngươi nói cho ta nghe chút ta có thể có được chỗ tốt gì ở cung Lưu Ly. Thiếu chủ nhân có thể sử dụng ấn ký chấp niệm của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ. Lão quỷ buột miệng thốt ra. Hai mắt của Dương Bách Xuyên sáng rực, sử dụng như thế nào? Thiếu chủ nhân sử dụng truyền thụ của tổ sư gia đạo quân La Phù là được. Lão hủ nói. Chấp niệm của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ có mấy phần thực lực của cường giả xuất khiếu kỳ? Dương Bách Xuyên hỏi lại. Lão quỷ nghe vậy cười nói, chưa đủ nửa phần. Ít như vậy, Dương Bách Xuyên mở to hai mắt,
hắn còn đang trông cậy vào việc dùng ấn ký chấp niệm của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ đấu với đám người Hắc Hoa bà bà. Không nghĩ đến lão quỷ lại nói ấn ký chấp niệm của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ chưa đủ nửa phần, còn đánh kiểu gì nữa. Có lẽ hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Dương Bách Xuyên, lão quỷ còn nói thêm, thiếu chủ nhân không cần lo lắng, về thực lực thì thực lực của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ không mạnh, nhưng mỗi người bọn họ đều nằm giữ một chiến kỹ riêng, đều là chiến kỹ đỉnh cấp của La Phù, uy lực thi triển ra vô cùng mạnh, có lẽ vẫn có thể trợ giúp được thiếu chủ nhân. Dương Bách Xuyên miễn cưỡng cười nói, chỉ mong là vậy. Nói xong lại hỏi, ta có thể tập hợp ấn ký chấp niệm của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ vào cùng một khối bình phong không? Điều này thì không thể, 64 tấm bình phong của cung Lưu Ly cần thiết có một vị tu sĩ thủ vững, từng người không thể bước vào trong không gian bình phương của người khác. Nhưng thiếu chủ nhân lại có thể mượn lực lượng chiến kỹ của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ vào cùng một không gian bình phong để chiến đấu. Lão quỷ nói ra một chủ ý làm Dương Bách Xuyên rất vừa lòng. Được, cái này thì được, ha ha. Hơn nữa ở trong không gian bình phong, pháp lực của ta không bị áp chế, từ đó ta có thể đối phó được với đám người Hắc Hoa bà bà. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nghĩ đến trong lúc chiến đấu, hắn có thể điều động chiến kỹ của các tu sĩ từ không gian bình phong khác để tấn công, đây chính là một ưu thế rất lớn. Vì vậy cho dù đám người Hắc Hoa bà đi vào không gian bình phong hắn cũng không sợ. Chấm chấm chấm. Trong lúc Dương Bách Xuyên và lão quỷ đang nói chuyện với nhau trong không gian bình phong, ở cung Lưu Ly ba người Hắc Hoa bà lại đang nhăn mày lại. Bởi vì ba người hùng hổ thi triển hết thủ đoạn của mình, muốn tìm được hoặc ép Dương Bách Xuyên đi ra, sau đó chém giết, nhưng không nghĩ đến ngay cả một cọng tóc của Dương Bách Xuyên cũng không tìm được. Bọn họ không biết Dương Bách Xuyên đã đi vào không gian bình phong từ lâu. Hắc Hoa bà không tìm được Dương Bách Xuyên, sắc mặt trầm xuống, rơi vào trầm tư, suy nghĩ không biết có phải đồ tốt trong cung điện Lưu Ly đều bị Dương Bách Xuyên lấy hết đi rồi không. Lúc trước Dương Bách Xuyên và ba người bọn họ còn đang thương tổn lẫn nhau, hiện tại ba người dùng hết pháp bảo tìm kiếm toàn bộ bình phong trong đại điện nhưng vẫn tìm được tung tích của Dương Bách Xuyên. Sơn Mộc đạo nhân chửi ầm lên, đáng giận, tiểu tử kia là cá trạch thành tinh hả? Hừ, chắc vậy, đừng để bị bổn quân bắt được, bách biến thần quân Giản Tịnh Tịnh cũng đen mặt. Lúc này Hắc Hoa bà mở miệng nói, 89 phần 10 Dương Bách Xuyên đã trốn vào trong đám bình phong kia, khả năng cao bình phong giống như những gì ghi trên văn bia bạch ngọc, bên trong tự hình thành không gian. Hai vị đạo hữu, ta kiến nghị ba người chúng ta chia ra tiến vào những không gian bình phong kia tìm Dương Bách Xuyên, ta không tin không tìm được hắn. Bố cục của những bình phong Lưu Ly này rất phức tạp, chắc chắn bên trong có không gian. Được, quyết định như vậy, lão phu cũng không tin tên nhóc kia có thể trốn lên trời, chắc chắn phải tìm ra hắn. Ba người chúng ta chia nhau ra tìm, hắn cũng chỉ có thể trốn trong không gian bình phong. Sơn Mộc đạo nhân Mạc Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó ba người chia nhau ra, bắt đầu thử đi vào, quả nhiên bên trong có không gian. 70-80 người, ba người một tổ bắt đầu đi vào trong bình phong, sau khi tiến vào phát hiện ra Dương Bách Xuyên sẽ gửi tin tức cho nhau, tín hiệu này chính là pháp bảo môi giới giữa ba người, đặt ở trên người mọi người. Rất nhanh tất cả đều chui vào không gian bình phong. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng phát hiện đám người Hắc Hoa bà bắt đầu đi vào không gian bình phong. Khi nhìn thấy bọn họ chia thành top 5 top 3 đi vào không gian, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Ở trong không gian bình phong hắn có thể cảm nhận được tình huống bên trong. Ngay lập tức hắn đặt mục tiêu lên trên người Sơn Mộc đạo nhân Mạc Phong, bởi vì hắn cảm giác được huyết sát đồng anh trong tay lão già này rất khó đánh. Lúc trước hình như nó có thể tìm được hơi thở của chính mình, vì vậy Dương Bách Xuyên quyết định ra tay với Sơn Mộc đạo nhân trước, phá hủy huyết sát đồng anh trong tay ông ta rồi tính tiếp. Lão quỷ, mở thông đạo giúp ta, trực tiếp nối liền với không gian bình phong của lão già Sơn Mộc đạo nhân kia. Mặc dù Dương Bách Xuyên có thể tự mở ra một thông đạo thông với bình phong khác, nhưng lại yêu cầu thời gian rất lâu. Còn lão quỷ là sơn linh của toàn bộ pháp bảo núi La Phù, ông ta có thể trực tiếp mở ra bước qua đó. Vâng, thiếu chủ nhân, lão quỷ vâng lệnh, vung tay lên vách tường giống như mặt kính, ngay lập tức một thanh niên lạnh lùng xuất hiện trên mặt kính. Dương Bách Xuyên biết người thanh niên trên mặt kính kia là một trong 64 ấn ký chấp niệm,
cũng là một người đóng giữ của một không gian bình phong. Lão quỷ đánh ra một pháp quyết với hình ảnh của tu sĩ đóng giữ, sau đó chỉ thấy người kia lóe lên, một lốc xoáy xoay tròn xuất hiện. Thiếu chủ nhân có thể trực tiếp xuyên qua đi đến không gian bình phong của Sơn Mộc Đạo Nhân, ngài có thể mượn chiến kỹ của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ để đối phó với kẻ địch. Lão quỷ nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, cẩn thận cảm thụ vị trí của Sơn Mộc Đạo Nhân, tiếp theo bước vào thông đạo. Chấm chấm chấm. Lúc này ở trong không gian bình phong bên Sơn Mộc Đạo Nhớ, bên cạnh ông ta có một huyết sát đồng anh, phía sau đi theo 13 tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, có lẽ là đệ tử trong tông môn của ông ta. Dương Bách Xuyên chửi thầm trong lòng, lão già này còn rất cẩn thận. Nhưng Dương Bách Xuyên không để ý lắm, chỗ này có lão quỷ có thể trợ giúp hắn mượn chấp niệm chiến kỹ của 64 tu sĩ xuất khiếu kỳ. Ở trong mắt, ngoại trừ huyết sát đồng anh của Sơn Mộc Đạo Nhân khó đối phó ra, những người khác không đáng để lo lắng. Sau một trận dao động không gian, Dương Bách Xuyên xuất hiện phía sau Sơn Mộc Đạo Nhân. Dương Bách Xuyên vừa xuất hiện, Sơn Mộc Đạo Nhân đã phát hiện ra hắn. Tiểu tử, chết đi! Sơn Mộc Đạo Nhân ác độc hét lên, phẩy tay với huyết sát đồng anh, ngay lập tức huyết sát đồng anh há mồm giống lên, nhào về phía Dương Bách Xuyên. 13 tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ phía sau Sơn Mộc Đạo Nhân cũng hùng hổ theo sát phía sau huyết sát đồng anh. Dương Bách Xuyên thấy vậy nở nụ cười lạnh lùng, kiếm đồ long lập lòe ánh sáng bạc. Ở chỗ này hắn có thể sử dụng pháp lực, đám người Sơn Mộc Đạo Nhân lại không thể, thứ duy nhất ông ta có thể dựa vào là huyết sát đồng anh. Đối với thứ này, Dương Bách Xuyên điều động chấp niệm chiến kỹ của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ để đối phó là được. Lấy danh nghĩa của núi La Phù triệu hoán đệ tử trung thành bảo vệ cung Lưu Ly, chém giết tất cả kẻ địch xâm phạm. Dương Bách Xuyên tạo pháp quyết, bốn mặt kính không gian bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó một lưu quang dần hiện ra. Không nhiều không ít, vừa vặn 63 quang ảnh, chỉ có một cái trong số đó có thể thấy rõ mặt, đó là một lão giả này chính là hình ảnh chấp niệm của không gian bình phong Dương Bách Xuyên đang đứng. Còn 63 quang ảnh khác chính là hình ảnh chấp niệm của các không gian bình phong khác. Dựa theo lời nói của lão quỷ, chấp niệm tu sĩ của các không gian bình phong không thể đi qua không gian của nhau, nhưng lực lượng chiến kỹ của bọn họ có thể được điều động lại. 64 quang ảnh vừa xuất hiện chính là chiến kỹ của bọn họ, lão giả kia chính là người đóng giữ của không gian bình phong này cho nên mới có thể thấy rõ bộ dáng của ông ấy. Hắn có thể sử dụng những chấp niệm chiến kỹ này, cộng thêm sức chiến đấu của bản thân, vậy cũng đủ để đối phó với Sơn Mộc Đạo Nhân rồi. Sau khi triệu hồi ra những hình ảnh chấp niệm kia, 64 chiến kỹ cộng thêm một vị chấp niệm hình người đã xuất hiện trong không gian bình phong trong nháy mắt. Tất cả nhằm về phía Sơn Mộc Đạo Nhân Mạc Phong và huyết sát đồng anh cùng với 13 tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ của ông ta. Huyết sát đồng anh của Sơn Mộc Đạo Nhân kêu to, mang theo hơi thở huyết tinh cường đại, cực kỳ khủng bố. Nhưng Dương Bách Xuyên cảm giác chấp niệm chiến kỹ của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ được hắn triệu hoán đến tụ lại cũng rất khủng bố. Giết, trong số chấp niệm của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ, chỉ có duy nhất người có hình ảnh rõ ràng phát ra một chữ giết, ngay lập tức toàn bộ không gian tràn đầy sát ý. Đám người Sơn Mộc Đạo Nhân Mạc Phong nhìn thấy 63 đạo lưu quang cộng thêm một người xuất hiện đột ngột, mang theo khí thế tận trời, trong lòng không khỏi kinh hãi. Bọn họ không nghĩ đến Dương Bách Xuyên vẫn còn thủ đoạn như vậy. Trong lòng của Sơn Mộc Đạo Nhân cảm giác được điều không ổn, vội vàng dùng bí pháp liên hệ với Hắc Hoa Bà và Bách Biến Thần Quân, làm bọn họ đến đây chi viện. Ông ta luôn có cảm giác đám hơi thở Dương Bách Xuyên vừa triệu hồi ra không bình thường. Vẫn nên gọi Hắc Hoa Bà và Bách Biến Thần Quân đến để đề phòng, tên tiểu tử này quá quỷ dị, vừa rồi lúc nghe hắn triệu hoán. Sơn Mộc liền cảm giác được sự dao động của pháp lực. Ở chỗ này không ai có thể sử dụng pháp lực, nếu Dương Bách Xuyên có thể sử dụng được pháp lực, vậy sẽ rất khủng bố. Quả nhiên Sơn Mộc Đạo Nhân vừa phát tin tức đi, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ trong chớp mắt, hơn 60 lưu quang cùng 13 Nguyên Anh Sơ Kỳ lao vào chiến đấu, sau đó mấy chục đạo lưu quang xuyên thủng thân thể của 13 tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ. Trong tiếng kêu thảm thiết, tất cả 13 tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, không ai có thể may mắn trốn thoát, ngay lập tức mất đi mạng sống. Còn huyết sát đồng anh của Sơn Mộc Đạo Nhân được chăm sóc tận tình nhất,
bị một lão giả lạnh lùng cản lại, không tiến được nửa bước. Cảnh tượng như vậy làm linh hồn của Sơn Mộc đạo nhân lạnh lẽo, không thể ngờ đám lưu quang được Dương Bách Xuyên triệu hồi ra sẽ khủng bố đến mức đấy, vừa đối mặt đã tiêu diệt hết 13 nguyên anh. Mặc dù là nguyên anh sơ kỳ, nhưng ở trong Sơn Hải giới cũng được coi như lực lượng trung gian, cho dù để một nguyên anh trung kỳ đỉnh phong như ông ta đi giết nguyên anh sơ kỳ, đừng nói 13 người, ngay cả 3 người cũng chưa chắc có thể đánh gục trong nháy mắt. Con mẹ nó quá khủng bố, Sơn Mộc đạo nhân Mạc Phong kêu rên, âm thầm may mắn ông ta tránh đằng sau huyết sát đồng anh, nếu không vừa rồi 60 loại hơi thở cường đại kia xông đến, ông ta không chết cũng rớt một tầng ra. Sơn Mộc đạo nhân sinh ra sợ hãi, cả người chấn động mạnh. Dựa theo lời nói của lão quỷ, sức mạnh chấp niệm của 64 tu sĩ xuất khiếu kỳ chưa đủ một phần, nghe qua rất yếu, ưu thế cường đại duy nhất là chiến kỹ, lúc đó Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy còn tạm được. Ai biết chấp niệm chiến kỹ của 64 tu sĩ xuất khiếu kỳ lại hung hãn như vậy, vừa đối chiến đã xử lý xong 13 tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Thực sự quá biến thái. Dù sao cũng là chấp niệm của tu sĩ xuất khiếu kỳ, cho dù bọn họ chỉ có thể phát huy ra một chút thực lực, nhưng cộng lại cũng rất khủng bố. Sức chiến đấu mạnh nhất trong số đó chính là chấp niệm đóng giữ Bình Phong này, là người duy nhất có bộ dáng hình người, sức chiến đấu hay nói cách khác võ kỹ mạnh hơn 63 lưu quang kia nhiều. Một người cũng đủ sức cuốn lấy huyết sát đồng anh của Sơn Mộc đạo nhân. Lúc này Sơn Mộc đạo nhân Mạc Phong nhìn thấy 13 tu sĩ nguyên anh sơ kỳ của mình bị 63 lưu quang tiêu diệt, lá gan bị dọa sắp nứt ra. Sau khi lấy lại tinh thần, khóe miệng của Dương Bách Xuyên hơi cong lên, nhìn Sơn Mộc đạo nhân đứng tránh sau lưng huyết sát đồng anh, nở nụ cười lạnh lùng. Lão già chết tiệt, chết đi! Dương Bách Xuyên hét lớn, đồng thời phất tay, 63 đạo lưu quang hội tụ thành một vòng sáng hình tròn, lao về phía huyết sát đồng anh và Sơn Mộc đạo nhân. 63 đạo lưu quang đều là chấp niệm chiến ký đến từ các bình phong khác, trên thực tế mỗi một đạo lưu quang đại biểu cho một chiến ký, vô cùng cường thế, Dương Bách Xuyên cảm thụ rất rõ ràng về điểm này. Dưới sự công kích của mấy chục đạo lưu quang, trong đầu hắn cũng hiện ra các phương pháp chiến ký. Đây là tài phú lớn nhất của cung Lưu Ly. Mỗi một loại chiến ký đại biểu cho một chiến ký cường đại của một vị tu sĩ La Phù xuất khiếu kỳ lúc sinh thời, vô cùng khủng bố. Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm thụ quan sát, cố gắng ghi nhớ những chiến kỹ kia vào trong đầu, có thể lĩnh ngộ đều phải nhớ kỹ, chúng đều là tài sản lớn nhất của hắn. Sơn Mộc đạo nhân nhìn thấy 60 đạo lưu quang vây quanh ông ta và huyết sát đồng anh, cảm nhận được hơi thở hung hãn tận trời, sắc mặt bị dọa trắng bệch. Sơn Mộc đạo nhân không dám đảm bảo huyết sát đồng anh của ông ta có thể ngăn cản lại công kích cường đại kia không, bây giờ cũng không còn đường lui nào, trong lòng chỉ nghĩ một chuyện duy nhất. Cố gắng kéo dài thời gian, hy vọng có thể kéo dài đến khi đám người Hắc Hoa bà đến. Sắc mặt bị dọa trắng bệch, Sơn Mộc đạo nhân cắn lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên trên người huyết sát đồng anh. Oa! Huyết sát đồng anh chính là tà vật được Sơn Mộc đạo nhân luyện hóa thành từ những việc thương thiên hại lý, tâm ý tương thông với ông ta. Một ngụm tinh huyết dính lên người huyết sát đồng anh có bộ dáng 3 tuổi, tay cầm kiếm ngắn. Ngay lập tức phát ra một tiếng kêu to. Ngay sau đó toàn thân được bao bọc bởi tinh huyết, huyết sắc trong mắt bộc phát ra ánh sáng đỏ rực, huyết khí bốc lên tận trời, cường đại hơn lúc trước gấp 10 lần. Lúc này Dương Bách Xuyên chỉ nhìn thấy sau khi phun một ngụm tinh huyết lên huyết sát đồng anh, Sơn Mộc đạo nhân dùng tay kết thành một ấn ký cổ quái. Ngay lập tức, trên hai đầu ngón tay của Sơn Mộc đạo nhân toát ra hai giọt máu màu vàng nhạt, lao đến chỗ huyết sát đồng anh. Đồng thời nghe thấy Sơn Mộc đạo nhân hét lớn, ba đầu sáu tay con ngoan, giết chết hắn cho ta. Trong nháy mắt toàn bộ không gian bình phong tràn đầy huyết khí. Dương Bách Xuyên kinh hãi, nhìn thấy một quái vật khổng lồ ba đầu sáu tay xuất hiện trong mưa máu. Huyết sát đồng anh vốn có dáng vẻ 3 tuổi trong mắt Dương Bách Xuyên biến mất tăm, thay vào đó là một con quái vật cao 3 mét. Rõ ràng là Sơn Mộc đạo nhân Mạc Phong sử dụng bí thuật làm huyết sát đồng anh biến thành dáng vẻ ba đầu sáu tay. Mùi máu tươi ngút trời tỏa ra hơi thở như núi thay biển máu, cảm giác bên trong cực kỳ đáng sợ, khiến Dương Bách Xuyên hãi hùng khiếp vía. Có điều cũng may là hắn có thể sử dụng pháp lực trong không gian bình phong, còn có chấp niệm chiến kỹ của hơn 60 tu sĩ xuất khiếu kỳ,
vì vậy hắn vẫn có lòng tin. Huống chi thi triển hết tất cả át chủ bài, cho dù là ba đầu sau tay cũng không đáng sợ chút nào. Oa! Trong miệng huyết sát đồng anh cao 3 mét phát ra một tiếng kêu kỳ lạ. Tiếng kêu này khiến cả không gian bình phong đều có chút chấn động. Trong lòng Dương Bách Xuyên hơi động, hắn phất ta ra lệnh cho 64 chấp niệm tấn công. Dương Bách Xuyên không tin 64 chấp niệm chiến kỹ, cộng thêm thực lực của bản thân lại không làm gì được huyết sát đồng anh. Huyết sát đồng anh cầm đoạn kiếm mang theo hơi thở huyết sát ngút trời trong tay xông về phía Dương Bách Xuyên. Mà Dương Bách Xuyên cũng ra lệnh cho 64 chấp niệm chiến kỹ tấn công. Huyết sát đồng anh hùng mạnh và 63 tia sáng ngọc lưu ly cộng thêm bóng phản chiếu hình người chém giết lẫn nhau. Oa, hống! Huyết sát đồng anh bị chấp niệm của 64 tu sĩ xuất khiếu kỳ vây quanh, gầm rú oa oa. Dương Bách Xuyên đứng cách đó không xa nhìn thấy 64 chấp niệm của tu sĩ xuất khiếu kỳ hóa thành ánh sáng ngọc lưu ly quay quanh huyết sát đồng anh, từng tia sáng đều không giống nhau, giống như đủ loại biến hóa chi đạo, lóng lánh đẹp đẽ vô cùng. Có điều hắn hiểu đó là hai bên đang chém giết lẫn nhau. Trong mắt người ngoài nhìn như hơi thở khổng lồ, vô cùng rực rỡ, kỳ thật là đao quang kiếm ảnh, nguy hiểm muôn phần. Huyết sát đồng anh nổi giận gầm lên, sáu cánh tay huyết khí bùng nổ, trên tay xuất hiện các loại vũ khí, không ngừng tấn công mấy chục luồng sáng ngọc lưu lay, hay nói cách khác là tấn công của chấp niệm tu sĩ xuất khiếu. Nhìn qua thì thực lực của hai bên tương đương nhau. Nhưng Dương Bách Xuyên biết huyết sát đồng anh lợi hại hơn một bậc. Muốn chiếm ưu thế về số lượng với huyết sát đồng anh là điều không thể, quả nhiên sau khi biến thành ba đầu sáu tay thì thực lực của tăng mạnh. Sau khi Sơn Mộc Đạo Nhân trốn sau lưng huyết sát đồng anh nhìn thấy nó ngăn cản được tất cả tấn công mà không rơi xuống thế hạ phong thì gương mặt vốn trắng bệch vì thi triển bí pháp sử dụng tinh huyết lập tức có vẻ hồng hào. Ông ta cười phá lên, con ngoan, giết bọn chúng đi, giết chết Dương Bách Xuyên. Sơn Mộc Đạo Nhân đắc ý, la hét kêu huyết sát đồng anh giết Dương Bách Xuyên. Ông ta dùng mấy nghìn đứa trẻ tế luyện huyết sát đồng anh cũng không phải chuyện đơn giản, lúc trước là vì nhìn thấy mấy chục luồng sáng ngọc lưu ly chém giết 13 tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ nên mới sợ vỡ mật. Bây giờ nhìn thấy huyết sát đồng anh chiếm thế thượng phong thì cuối cùng cũng có tự tin. Dương Bách Xuyên nghe Sơn Mộc Đạo Nhân làm ồn thì lập tức giận dữ, lão già hèn nhát, ta không làm phiền ông lại còn đắc ý nữa hả? Vừa rồi Dương Bách Xuyên muốn xem thử giữa 64 chấp niệm của tu sĩ xuất khiếu và huyết sát đồng anh ai mạnh ai yếu nên không vội ra tay, chỉ chớp mắt lão già chết tiệt này lại trở nên ngang ngược. Hoàn toàn chính xác, 64 chấp niệm của tu sĩ xuất khiếu bị huyết sát đồng anh cuốn lấy, nhưng không hơn, vẫn chưa phải ưu thế áp đảo, lão già đáng chết Sơn Mộc Đạo Nhân này đã lớn lối như vậy rồi. Xem ta giết ông đây. Trong lòng Dương Bách Xuyên tràn ngập ác cảm với Sơn Mộc Đạo Nhân, chỉ dựa vào việc ông ta dùng mấy nghìn đứa trẻ tế luyện sọ huyết sát đồng anh đã đủ để ông ta chết một vạn lần rồi. Dương Bách Xuyên chửi một tiếng sử dụng chỉ xích thiên nhai công, biến mất ngay tại chỗ, xông về phía Sơn Mộc Đạo Nhân Mạc Phong. Tuy rằng Sơn Mộc Đạo Nhân có thứ tà vật như huyết sát đồng anh, lại có tu vi đỉnh phong Nguyên Anh trung kỳ nhưng ở đây ông ta không thể sử dụng pháp lực. Chỉ mỗi điểm này đã đủ để kim đan đại viên mãn như Dương Bách Xuyên giết chết ông ta rồi. Dù sau từ giây phút này huyết sát đồng anh bị 64 chấp niệm của tu sĩ xuất khiếu quấn lấy không thể nào phân thân, bây giờ chính là thời cơ rất tốt để giết Sơn Mộc Đạo Nhân Mạc Phong. Kiếm đầu long trong tay lóng lánh ánh bạc, ý lạnh lan tràn, điều động kiếm khí huyền hoàng, xuất hiện phía trước Sơn Mộc Đạo Nhân Mạc Phong 3 mét giống như tia chớp. Giơ kiếm đổ long lên thuận thế bổ xuống một kiếm với Sơn Mộc Đạo Nhân Mạc Phong. A, à, phụt. Một tiếng hét thảm vang lên, mang theo một tiếng phụt phụt trầm trầm. Sơn Mộc Đạo Nhân lập tức bị chém thành hai nửa, Nguyên Anh cũng không thoát được một kiếp, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đổ long trong tay trợn to mắt. Trên mặt hắn tràn đầy khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng một kiếm này bổ xuống lại trực tiếp chém Sơn Mộc Đạo Nhân Mạc Phong từ đầu tới đuôi thành hai khúc, máu me ruột già giàn ruộng dưới đất, cả Nguyên Anh cũng hóa thành cho tàn. Đây là một kiếm của mình sao? Dương Bách Xuyên nhìn Sơn Mộc Đạo Nhân biến thành hai nửa ngã xuống đất, lẩm bẩm. Khó mà tin nổi.
Từ đầu tới cuối hắn chưa từng nghĩ rằng có thể giết chết cao thủ đỉnh phong Nguyên Anh trung kỳ như Sơn Mộc đạo nhân Mạc Phong bằng một kiếm trong nháy mắt. Nhưng thực tế đã bày ra trước mắt hắn, quả thật Sơn Mộc đạo nhân đã bị một kiếm của hắn chém thành hai nửa trong giây lát. Mẹ nó, cho dù pháp lực của đối phương bị áp chế trong không gian tịch diệt thì cũng không thể bị giết dễ dàng như vậy chứ. Trong lúc nhất thời Dương Bách Xuyên cảm thấy não của mình không đủ dùng. Có điều đúng vào lúc này, bên tai hắn vang lên một giọng nói, cuối cùng cũng khiến trong lòng hắn thoải mái, giải đáp nghi hoặc. Thiếu chủ nhân, mau dùng huyết tế chi pháp giam cầm huyết sát đồng anh, huyết sát đồng anh mất đi chủ nhân sẽ bạo lực tàn ác hơn. Giọng nói này thật sự là giọng nói của lão quỷ. Dương Bách Xuyên giật mình, thảo nào Sơn Mộc đạo nhân Mạc Phong lại dễ dàng bị một kiếm của mình giết chết, thì ra là lão quỷ Sơn Linh của núi La Phù ra tay trợ giúp. Ngẫm lại cũng đúng, lão quỷ là Sơn Linh của núi La Phù, tương đương với khí linh pháp khí, sức mạnh áp chế của tịch diệt hiển nhiên không có tác dụng với ông ta, ngược lại lão quỷ có thể điều động toàn bộ sức mạnh trong không gian pháp bảo của núi La Phù. Giúp mình giết một người như Sơn Mộc đạo nhân là dư giả. Tất nhiên là vừa rồi lão quỷ đã sử dụng thủ đoạn gì đó khiến Sơn Mộc đạo nhân không nhúc nhích được, chẳng thể nào tránh né một kiếm của mình nên mới bị một kiếm này giết trong nháy mắt, kết quả bị chém thành hai khúc Nguyên Anh tan biến. Giờ phút này Dương Bách Xuyên nghe lão quỷ nói chuyện, cũng biết lão quỷ lại muốn giúp hắn trấn áp tà vật huyết sát đồng anh của Sơn Mộc đạo nhân. Dương Bách Xuyên không kịp nghĩ nhiều. Đầu ngón tay của hắn xuất hiện một giọt tinh huyết, tay bắt pháp quyết, mặc niệm bí pháp khởi động huyết tế chi pháp. Dương Bách Xuyên xoay người lại đã thấy lão quỷ đang lơ lửng trên đầu của huyết sát đồng anh, mà 64 tu sĩ xuất khiếu kỳ biến thành chấp niệm thì vờn quanh người huyết sát đồng anh giống như dây thừng. Lúc này huyết sát đồng anh không nhúc nhích được dù chỉ một chút, chỉ có thể vung vẩy ba đầu sáu tay liên tục gào thét. Hoa hoa hoa! Từng tiếng kêu hoa hoa vang lên. Vô cùng chói tai, nghe mà khiến người ta khó chịu vô cùng. Hiển nhiên huyết sát đồng anh đã bị lão quỷ liên hợp với 64 chấp niệm của tu sĩ trấn áp. Nhìn từ đằng xa, Dương Bách Xuyên phát hiện hai tròng mắt của huyết sát đồng anh vẫn đỏ ngầu như trước, nhưng không còn sự chất đần độn như trước mà thay vào đó chính là lệ khí và oán khí vô tận, xen lẫn một chút linh tính. Hắn biết điều này là do sau khi chủ nhân Sơn Mộc đạo nhân bị giết chết, huyết sát đồng anh không còn bị khống chế, hoàn toàn phóng thích oán khí lẫn lệ khí ra ngoài. Lời lão quỷ nói thật không sai, huyết sát đồng anh mất khống chế càng kinh khủng hơn. Nếu như không ngăn nó lại, nói không chừng nó sẽ bùng nổ. Mà lão quỷ kêu hắn sử dụng huyết tế kỳ thật là muốn cho hắn luyện hóa huyết sát đồng anh, trở thành chủ nhân mới của tà vật huyết sát đồng anh này. Dương Bách Xuyên căm hận Sơn Mộc đạo nhân dùng mấy nghìn đứa trẻ kết hợp thành thứ tà vật như huyết sát đồng anh, nhưng không ngờ rằng lại có lúc hắn sẽ trở thành chủ nhân của huyết sát đồng anh. Trong lòng Dương Bách Xuyên nảy sinh mâu thuẫn, sau khi hai tay bắt pháp quyết, hắn lại bắt đầu do dự. Nếu như hắn luyện hóa huyết sát đồng anh, trở thành chủ nhân mới của huyết sát đồng anh thì chẳng phải giống như lão rùa già táng tận thiên lương Sơn Mộc đạo nhân hay sao? Trong lúc hắn do dự, huyết sát đồng anh ngẩng đầu lên trời thét dài, oa, hống. Tiếng hét dài này đinh tai nhức óc, khiến tâm thần Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy bất ổn. Thiếu chủ nhân mau lên, còn trễ nữa sẽ rối loạn, huyết sát chi anh bực này là tà vật hội tụ oán khí và lệ khí của mấy nghìn đồng anh tiên thiên thai nghén mà ra, nếu nó mất khống chế sẽ gây ra tai họa, phải luyện hóa khống chế mới được. Giọng nói tràn ngập vẻ sốt ruột của lão quỷ vang lên. Dương Bách Xuyên gác lại sự căng thẳng trong lòng, lập tức thầm thở dài một tiếng, không hề chậm trễ, pháp quyết trong tay khẽ động, một giọt tinh huyết bắn vào giữa mày của huyết sát đồng anh. Oa, hống hống hống. Sau khi máu của Dương Bách Xuyên bay vào giữa mày của huyết sát đồng anh phát ra từng tiếng gào thét không cam lòng, dường như không muốn bị người khác khống chế. Hai tay Dương Bách Xuyên không ngừng bắt pháp quyết, thi triển huyết tế chi pháp. Theo pháp quyết thủ ấn đánh ra, tiếng gào thét của huyết sát đồng anh cũng dần dần biến mất, ánh sáng máu trên người cũng bùng ra. Mấy phút sau, huyết tế của Dương Bách Xuyên hoàn thành, mà sương mù máu trên người huyết sát đồng anh cũng chậm chậm tan biến. Một đứa trẻ đi chân trần đứng tại chỗ, vẫn là dáng vẻ 3 tuổi, trong tay nhỏ cầm đoản kiếm, dùng ánh mắt tò mò nhìn Dương Bách Xuyên. Ánh mắt của huyết sát đồng anh bình tĩnh trở lại,
nó nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt dò xét hiếu kỳ, Dương Bách Xuyên cũng nhìn huyết sát đồng anh bằng ánh mắt phức tạp. Nếu như không có ai biết huyết sát đồng anh này được thai nghén ra như thế nào thì trong mắt người khác nó chính là một đứa trẻ 3 tuổi đáng yêu. Ánh mắt của nó không còn sắc máu, trở nên giống như mắt của trẻ con bình thường, vừa to vừa đen, chỉ có điều sâu trong hai con người vẫn tràn ngập lệ khí. Đó là bản chất của huyết sát đồng anh. Bản thân nó đã là một tà vật, nhìn thì đáng yêu, kỳ thật đồng thời mang theo nguy hiểm và tà ác, không phải loại lương thiện. Lúc này huyết sát đồng anh đã thành công bị Dương Bách Xuyên luyện hóa. Từ giờ trở đi Dương Bách Xuyên chính là chủ nhân mới của huyết sát đồng anh, nếu muốn hủy diệt tà vật này, với Diệp Ninh mà nói chính là một chuyện rất đơn giản. Dương Bách Xuyên nhìn huyết sát đồng anh, trong lòng đang nghĩ liệu có nên hủy diệt tà vật nghiệp chướng này hay không. Đúng vào lúc này dường như lão quỷ đã nhận ra tâm tư của Dương Bách Xuyên, ông ta nói với hắn, thiếu chủ nhân, kỳ thật không cần để bụng bản chất của huyết sát đồng anh. Suy cho cùng người tạo ra thứ nghiệp chướng này là Sơn Mộc đạo nhân Mạc Vong, thiếu chủ nhân không phải thủ phạm. Tuy rằng huyết sát đồng anh này là tà vật, nhưng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, phải xem người nào khống chế sử dụng. Dùng tốt là chính, ngược lại là tà. Hơn nữa theo lão hủ thấy huyết sát đồng anh ở trong tay thiếu chủ nhân thì sau này mới có thể phát huy công dụng lớn hơn. Mặc dù thứ nghiệp chướng này tà, nhưng cũng là vật do người tạo ra, không phải yêu không phải ma, theo một nghĩa nào đó đã vượt ra khỏi quy tắc, ngày khác cũng có thể phát triển thành tồn tại độc nhất vô nhị trên đời. Nếu bị phá hủy, đầu tiên là đáng tiếc, dù sao muốn hai nghén ra tà vật thiên địa bực này thì thiên thời địa lợi nhân hòa không thể thiếu một thứ. Quan trọng nhất là thế trên thế gian không có tu sĩ nào dám to gan lớn mật như thế, đi ngược với lẽ trời, huyết tế mấy nghìn đồng anh 3 tuổi để thai nghén ra một huyết sát đồng anh. Thân là tu sĩ, ai không biết giết chóc quá độ thì lúc độ kiếp thiên kiếp sẽ càng nặng, sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt. Chỉ có loại táng tận thiên lương như Sơn Mộc đạo nhân Mạc Vong mới dám làm ra hành động coi trời bằng vung, lá gan thật sự không phải lớn bình thường. Cho dù là ma đầu tu luyện ma đạo cũng không dám tùy tiện dùng đồng anh luyện ra thứ tà vật như thế, vì vậy mới nói mặc dù thứ nghiệp chướng huyết sát đồng anh này tà, nhưng rất có thể sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Ý của lão hủ là thiếu chủ nhân có thể tự bồi dưỡng, bây giờ đúng lúc huyết sát đồng anh chỉ mới hóa hình thành công, ý thức vừa ra đời, vì vậy bắt đầu bồi dưỡng vừa khép thích hợp. Tuy rằng nghiệp chướng bực này có lệ khí và oán khí rất nặng, nhưng nếu thiếu chủ nhân có thể bồi dưỡng tốt thì tiền đồ sau này không thể đoán trước, tiềm lực đó chẳng kém hơn dị thú thiên địa. Thiếu chủ nhân cũng đã thấy rồi đó, nghiệp chướng này có thiên phú thần thông 3 đầu 6 tay, vừa rồi mới thể hiện ra, nếu sau này lớn lên chỉ mỗi thuật biến hóa thần thông 3 đầu 6 tay này thì người bình thường không thể đối phó, huống chỉ tà vật thiên địa cỡ này, sau khi dần dần lớn lên rất có thể còn xuất hiện thiên phú thần thông khác, hơn nữa tất cả đều sẽ không đơn giản. Tính như thế thì thiếu chủ thu dưỡng huyết sát đồng anh là có lợi nhất, huống chi lão hủ có cảm giác hơi thở công pháp thiếu chủ nhân tu luyện là chí dương chí cương, không phải công pháp bình thường, vừa hay có thể kiềm chế cân bằng tà vật âm sát huyết sát đồng anh. Thiếu chủ nhân nuôi dưỡng huyết sát đồng anh tất nhiên sẽ mạnh hơn Sơn Mộc đạo nhân Mạc Vong gấp 1 vạn lần, tin rằng cũng có thể dẫn dắt huyết sát đồng anh đi trên đường ngay. Hay nói cách khác là lấy tà trị tà, lấy ác trị ác, con đường thượng tà chi đạo. Chính tà vi tôn, không cần lo huyết sát đồng anh sẽ làm ác gây họa, sẽ trở thành tà linh. Thật sự nói tới thì kỳ thật huyết sát đồng anh là một sinh linh đáng thương, bị tên cặn bã táng tận thiên lương như Sơn Mộc đạo nhân Mạc Vong đánh cắp tính mạng, luyện hóa thành tà vật, không phải là do mong muốn của nó. Một khi huyết sát đồng anh bị diệt mới thật sự là đáng thương, cơ hội siêu sinh đầu thai cũng không có. Lão quỷ giải thích rất kỹ càng, cũng rất đúng trọng tâm. Nơi nơi đều là có lợi cho Dương Bách Xuyên, vì vậy hắn nghe xong thì ác cảm về huyết sát đồng anh trong lòng cũng tiêu tan. Ngược lại hắn nghĩ, quả thật huyết sát đồng anh rất đáng thương. Dương Bách Xuyên nhìn huyết sát đồng anh thở dài một tiếng nói, thôi được, sau này ngươi hãy ở lại bên cạnh ta sẽ cố gắng cho ngươi làm việc thiện, để thiên đạo cho ngươi một cơ hội bước vào đại đạo. Có điều, nếu sau này ngươi làm chuyện ác thì nhất định ta sẽ tự tay tiêu diệt ngươi. Hôm nay ta trở thành chủ nhân của ngươi, lại có lão quỷ xin tha cho ngươi, bản tâm cũng là để ngươi đi đường ngay. Thân là huyết sát đồng anh chính là tà vật, ước nguyện ban đầu của ta là để ngươi dùng tà trị ác, đi đường ngay trong thiên địa.
không thể gọi ngươi là huyết sát đồng anh nữa, nếu đã làm thiện thì đổi tên lại cho ngươi, sau này ngươi hãy lấy tên Thiện Linh đi, đi đường ngay, làm việc thiện, dùng tà làm thiện thiện đạo đại thành. Dương Bách Xuyên nói xong thì nhìn huyết sát đồng anh, hay bây giờ gọi là Thiện Linh, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn không biết quyết định mình đưa ra hôm nay là tốt hay xấu. Việc dùng huyết tế khống chế Thiện Linh không triệt để như yêu vương Tiểu Bạch, thần hồn của Thiện Linh không phải người không phải ma, đây là một biến số rất lớn. Nếu hôm nay thừa dịp mới thu phục Linh Sơn vẫn còn uy lực, muốn tiêu diệt thì dễ như trở bàn tay, bởi vì bây giờ Thiện Linh vẫn còn nhỏ yếu. Nhưng sau này Thiện Linh càng lúc càng phát triển, Dương Bách Xuyên không dám chắc chắn bản thân còn có thể khống chế Thiện Linh hay không. Tà vật thiên địa cỡ này là có nhiều biến số nhất. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, Thiện Linh lại cho Dương Bách Xuyên một niềm vui bất ngờ. Chỉ nghe Thiện Linh vậy mà nói tiếng người, Thiện Linh đa tạ ơn không giết, ơn tái tạo của chủ nhân. Chủ nhân yên tâm, sau này nhất định Thiện Linh sẽ khắc ghi lời nói hôm nay của chủ nhân, làm một người lấy tà hành thiện. Tiếng trẻ con mang theo một chút ngây thơ từ trong miệng Thiện Linh phát ra, từng chữ nhấn nhá rõ ràng, nghe mà khiến người khác thương cảm, không nhịn được sinh lòng yêu thương. Dương Bách Xuyên không ngờ rằng linh trí của Thiện Linh còn rất cao, thật sự có chút bất ngờ, có điều cuối cùng trong lòng hắn cũng đã có chút vui mừng. Thôi vậy, người có thể hiểu được đạo lý này cũng không uổng công ta giữ lại cho ngươi một mạng, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời nói hôm nay. Dương Bách Xuyên bảo. Trong đôi mắt như trẻ con 3 tuổi của Thiện Linh vẫn mang theo tà khí, nó nói chủ nhân yên tâm, Thiện Linh sẽ nhớ kỹ. Được rồi, biến về chân thân đi. Dương Bách Xuyên phất tay kêu Thiện Linh biến thành chân thân. Toàn thân Thiện Linh lập tức hiện lên ánh sáng máu, ngay sau đó nó biến thành một cái đầu lâu trẻ con lớn chừng nắm đấm, lơ lửng trước mặt Dương Bách Xuyên. Trong tay Dương Bách Xuyên xuất hiện một cái túi vải nhỏ. Hắn đưa chân thân của Thiện Linh vào trong túi vải treo bên hông. Hắn không thu Thiện Linh vào không gian trong bình càn khôn, bởi vì Thiện Linh từng bị huyết tế, Dương Bách Xuyên quá rõ thằng nhóc này có tà tính thế nào. Không gian trong bình càn khôn còn có 2 con linh thú chồn nhỏ và vượng tử, hắn thật sự không dám bỏ Thiện Linh vào, vì vậy đeo bên hông là phù hợp. Sau khi giết chết Sơn Mộc Đạo Nhân, thu Thiện Linh, cuối cùng đã tiêu diệt được kẻ địch đầu tiên. Cho dù là Sơn Mộc Đạo Nhân Mạc Phong, hay là Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh hay Hắc Hoa ba lão già này chẳng có kẻ nào tốt, người này ác hơn người kia, đều là ma đầu dính đầy máu tươi của sinh linh bình thường, trong lòng Dương Bách Xuyên đều nên tiêu diệt. Sơn Mộc Đạo Nhân Mạc Phong vừa chết, còn lại 2 người là Hắc Hoa bà và Bách Biến Thần Quân. Dương Bách Xuyên nheo mắt, trong lòng cười khinh, nhưng đồng thời hắn cũng lấy làm lạ. Sao 2 đồ già đáng chết kia còn chưa xuất hiện nữa? Theo lý thuyết thì sau khi Sơn Mộc Đạo Nhân phát hiện ra hắn sẽ thông báo cho 2 người bọn họ, 2 người bọn họ sẽ lập tức chạy tới mới phải, ai dè lại không có một chút động tĩnh nào. Dương Bách Xuyên lên tiếng hỏi lão quỷ, có thể biết được Hắc Hoa bà và Bách Biến Thần Quân đang ở chỗ nào không? Bọn họ không hề xuất hiện trong không gian bình phong này, rất kỳ lạ. Bẩm thiếu chủ nhân. Bây giờ Hắc Hoa bà và Bách Biến Thần Quân đang ở không gian bình phong thứ 49 và thứ 7, sở dĩ bọn họ không đến là vì lão hủ đã cắt đứt con đường trong không gian bình phong. Nếu như thiếu chủ nhân muốn giết bọn họ, Lưu Ly Cung không phải địa điểm tốt nhất để ra tay. Lão hủ đề nghị trực tiếp cho bọn họ tiến vào Pháp Bảo Cung rồi mới ra tay giết chết. Lão quỷ nói, cho bọn họ tiến vào Pháp Bảo Cung rồi mới giết, tại sao? Dương Bách Xuyên có chút khó hiểu hỏi. Lão quỷ lập tức giải thích, bẩm thiếu chủ nhân, lòng người vốn tham lam, tuy rằng tu chân giả mạnh hơn người bình thường một chút nhưng vẫn là con người, là người thì sẽ có lòng tham. Sở dĩ lão hủ bảo để bọn họ tiến vào Pháp Bảo Cung rồi mới giết là vì trong Pháp Bảo Cung có 9 món Pháp Bảo với tác dụng khác nhau, để bọn họ đi vào tranh giành Pháp Bảo chắc chắn sẽ có nội chiến. Đến lúc đó thiếu chủ nhân có thể ra tay. Huống hồ 9 món pháp bảo trong pháp bảo cung đều có người thủ hộ, bọn họ muốn lấy được pháp bảo thì phải thông qua thử thách, như vậy tất nhiên sẽ có thương vong. Đám người Hắc Hoa bà đông người, có thể tự mình hại mình trong quá trình tranh giành pháp bảo và nội chiến thì chẳng phải càng bớt việc sao. Vì vậy lão hủ đề nghị thiếu chủ nhân cho bọn họ tiến vào pháp bảo cung. Dương Bách Xuyên nghe lão quỷ giải thích thì đột nhiên cảm thấy lão quỷ rất xấu xa, có điều. Chủ ý này là dùng trên người đám Hắc Hoa bà,
người họ Dương nào đó rất thích. Thế nhưng có một vấn đề mà Dương Bách Xuyên rất để bụng, đó chính là 9 món pháp bảo trong pháp bảo cung rốt cuộc là pháp bảo gì, chuyện này phải hỏi lão quỷ một chút. 9 pháp bảo của pháp bảo cung là pháp bảo như thế nào? Với tư cách là người tu chân, bất cứ ai cũng vô cùng nhạy cảm với từ pháp bảo, Dương Bách Xuyên cũng không ngoại lệ. Pháp bảo có thể xuất hiện ở pháp bảo cung thì đương nhiên sẽ không đơn giản, cho nên Dương Bách Xuyên rất tò mò và rất muốn biết. Nhưng câu trả lời của lão quỷ lại khiến hắn vô cùng bất ngờ. Thưa thiếu chủ nhân, lão hủ không biết, lão quỷ buột miệng thốt ra. Hả, chẳng phải ngươi là sơn linh của núi La Phù sao, sao lại không biết? Dương Bách Xuyên cạn lời đối với câu trả lời của lão quỷ. Thiếu chủ nhân đã quên rồi sao? Trước đó lão hủ có nói rồi, thật ra lão hủ cũng giống với thiếu chủ nhân thôi, không thể khống chế hoàn toàn cung La Phù. Toàn bộ tam cung lục viện và cả điện La Phù của đạo cung La Phù đều bị tổ sư lập nên phái hạ cấm chế. 9 pháp bảo trong pháp bảo cung cũng như vậy, lão hủ chỉ biết trong pháp bảo cung có 9 pháp bảo chứ cũng không biết đó là những pháp bảo như thế nào. Trong tam cung lục viện có rất nhiều nơi đã bị tổ sư lập nên phái La Phù hạ phong ấn cấm chế. Điện La Phù thì hoàn toàn bị phong ấn toàn bộ cung điện luôn, không ai vào được cả. Đương nhiên, việc tiến vào chỉ yêu cầu điều kiện đặc điểm thôi, lão hủ có thể tự do tiến vào trong điện La Phù, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nơi trung tâm điện lão hủ không đụng vào được, thế nên có rất nhiều nơi và nhiều loại phong ấn, lão hủ đều mở không ra, nhìn không thấy bên trong là gì. Về phần những người ngoài như các người muốn tiến vào điện La Phù, hoặc là cần phải có phương pháp pháp môn truyền thừa của tổ sư Gia La Phù đạo quân mới có thể đi vào. Cái này thiếu chủ nhân đã đạt được, theo lý là có thể tự do tiến vào. Tuy nhiên vẫn có hạn chế, năm đó La Phù bị 10 thế lực lớn công kích, trưởng lão viện La Phù chúng ta cũng đã tạo phòng hộ với tam cung lục viện để giữ được căn cơ của La Phù. Chìa khóa minh văn thiếu chủ nhân cướp được từ tay ba người Hắc Hoa bà chính là điểm mấu chốt. Hiện tại lão nói, chỉ cần trong tay thiếu chủ nhân có chìa khóa minh văn và thuật pháp pháp môn của tổ sư Gia La Phù đạo quân, thiếu chủ nhân hoàn toàn có thể tự do xuyên qua tam cung lục viện. Về phần những thứ ở trong điện La Phù thì thiếu chủ nhân cần tự mình tìm kiếm. Dù sao điện La Phù cũng không phải cung điện cố định, cần có bản đồ mới có thể tìm được. Lão quỷ giải thích cho Dương Bách Xuyên một số chuyện đến ông ta cũng phải bất lực. Lúc này lão quỷ chua xót đáp, bẩm thiếu chủ nhân, đích thực là vậy. Sơn linh của núi La Phù như lão hủ là thay đổi giữa chừng, tương đương không hợp pháp hóa. Nếu muốn trở thành chí bảo khí linh của núi La Phù một cách chân chính và hoàn toàn, lão hủ cần đạt được sự tán thành của điện La Phù, hoặc có thể nói là cần phải tiến vào điện La Phù, tiến vào trung tâm của La Phù mới có thể xem như là được hợp lệ hóa một cách chính thức. Nếu ngươi không vào được điện La Phù thì sao? Dương Bách Xuyên hỏi, trong lòng vẫn lấy làm lạ. Hắn có chút suy đoán nhưng lại không dám xác định, suy đoán của hắn là nếu lão quỷ không thể đạt được sự tán thành chính thức từ điện La Phù, rất có khả năng ông ta sẽ gặp nguy hiểm về mặt thần hồn. Vốn lão quỷ đã ở trong trạng thái thần hồn rồi, nếu thần hồn xảy ra vấn đề thì ông ta sẽ hoàn toàn tiêu tán vào trong thiên địa. Dứt lời, Dương Bách Xuyên nhìn thấy sắc mặt lão quỷ thay đổi hẳn, có vẻ như ông ta đang giãy giụa xem có muốn nói ra hay không. Dương Bách Xuyên cũng không thúc giục ông ta, nếu lão quỷ không nói, hắn cũng sẽ không tiếp tục hỏi. Tuy nhiên, khoảng chừng mấy chục giây sau, sắc mặt lão quỷ bình tĩnh lại. Khi nhìn Dương Bách Xuyên, vẻ mặt ông ta kiên định như đã quyết định một việc gì đó mà nói, lão hủ cũng không gạt thiếu chủ nhân, nếu không vào được điện La Phù, lão hủ sẽ chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.